Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ trả lời tiếp ha. Muốn nghe tiếp chuyện sáng không? Sáng đang trong cái hồi hơi bị hấp dẫn ra bỏ qua cũng uổng luôn. Sáng mình đang nói tới cái đoạn gió nghiệp á. Trong cuộc sống bình thường thì gió nghiệp nó cũng đã thổi mình bay nhiều chuyện lắm rồi đúng không? Nhớ em mới ngủ thức dậy mà bắt đầu nó ngáp hai ba cái thiếu thiếu cái gì. Mấy người ghiền thuốc thì thiếu thuốc, có bắt đầu lục túi hết thuốc là phải thổi bay ra tới tiệm mua thuốc hút rồi mới yên. Nói chứ mình bắt đầu mình nói lại cái chuyện gió nghiệp quan trọng lắm. Đối với chúng tôi cái lúc mà khi mà tứ đại phân ly á, thì thật ra mình trải qua cái giai đoạn phân ly của mình. Đương nhiên là mỗi cái lần mà tứ đại phân ly nó đều khác nhau. Xin thưa là tôi đã, để coi, cũng hai ba lần, ba lần đã từng chết đi sống lại trong ba cái trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất là trong khoảng năm 1996, thì trận đó cũng chết vì trúng độc và cũng chết mất khoảng mười mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Rồi một lần nữa là cũng tại Long Hương, ở Long Hương này thôi chứ không có đâu xa. Thì lần này bỏ xác vì lý do cũng năm 95 chứ năm này là lần này nhưng mà cuối năm 95. Rồi thân trong cái lúc đang thiền định thì này là sướng lắm rồi, cái đó là không vàng. Và cũng gần gần đây có một lần cũng bị trúng độc cũng chết, cũng khoảng mười mấy tiếng nữa. Thì như vậy là cái trong cái tình trạng chết của hai cái lần mà gọi là chết lâm sàng theo cái kiểu mà cái thân xác bình thường á, thì những cái cảnh tượng xảy ra sau khi bỏ thân xác thì nó cũng nhiều lắm. Nhưng mà thực chất thì nó cũng giống như mình mở mắt rồi mình nhắm mắt, mở mắt rồi mình thấy cảnh tượng vậy thôi, nhưng mà hoàn toàn khác hẳn đi. Mọi cái nó không có phải là có trọng lượng như bây giờ. Nó cũng phiêu vòng, tức là tự dưng mình thấy mình không đứng dưới đất được. Mình phiêu phiêu và mình muốn đi đâu mình đi, mình nghĩ cái là mình đi chứ mình không phải đi từ từ. Sướng lắm, nó là rất là sướng. Cái đó mình cũng xét lại là chắc có lẽ mình không có nghiệp gì nặng nề cho nên mình muốn đi đâu đi ha. Rồi lúc đó vừa bỏ cái thân này là mình nghe vút cái là nó nhẹ tưng vậy đó. Rồi muốn đi đâu đó mình đi. Thì cái đó là cái trường hợp của mình. Nhưng mà chúng tôi cũng biết những cái người bình thường, những người bình thường không có tu tập, thì khi mà họ chết, giống như sáng mình kể là họ bị một cái lực cuốn họ không bao giờ cưỡng lại được. Tức là họ bị mất tự chủ 100%, không có chọn lựa được cái gì, thậm chí là muốn đứng dựng lại, muốn dừng lại thôi. Muốn dừng lại thôi là họ không dừng được. Mà cái chuyện mà ví dụ quý vị tưởng tượng mình đang đứng đây, mình bị ai mà đứng sau lưng mà sốc mình cái kéo mình bay ngược thôi là mình thấy mình kinh hoàng lắm đúng không? Nhưng cái kia nó cuốn nó làm cho mình quay cuộn cuộn hơn ở trong trống nữa. Cái người nó bị đảo lộn, không có đứng được theo cái kiểu bay đứng hoặc bay nằm, bay nghiêng, hoặc bay cuốn vòng vòng, thấy kinh hoàng lắm. Và cái sự hãi hùng xảy ra trong một giây thôi là đã làm gọi là mình dùng cái từ là hồn phi phách tán, sự sợ hãi không còn cái chỗ nào có thể diễn đạt được cái cảnh sợ hãi đó. Và lúc này có Phật hiện ra đi nữa mình cũng không có bao giờ mình nhìn nổi luôn. Đó là cái trường hợp mà tương đối nặng đó, tương đối nặng. Thì nó hút mình vào một cái chỗ nào đó mình cũng hoàn toàn mất tự chủ. Sáng mình nói hút vô cái mở mắt ra thấy mang lông đội sừng là chuyện nhẹ rồi. Vừa hút đầu vô cái gì cái nó nghiến nát cái đầu, cái mình thấy nó chết chết, cái nó tỉnh lại. Tỉnh lại bị hút vô nghiến nát người như là bị sai nghiến nát từng tế bào một. Kinh khủng. Tôi ở trong cái trạng thái mà bị gọi là sai nghiền. Sai nghiền này không phải là cảnh địa ngục đâu, nhưng mà tôi cũng phải xảy ra một cái trận năm 2007. Thì cái đó tôi có kể trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Thì đứng ở trong thí thực ngay chỗ cái bàn bàn vong phía sau chánh điện mình đây nè, tụng hết rồi, mới vừa thí thực xong nghe đọc một cái rắm như nguyên một cái cục đá lạnh đọc vô cuộc sống cái là rớt cái khánh xuống, tay chân quéo không còn cầm nắm gì được, sụm xuống ngay tại chỗ đó. Và từ đó lên vào cái thất, bây giờ cái phòng, cái phòng cái nhà kế cái tháp hòa thượng đó, hai tay không bò được mà nó trường, nó lết, nó lăn đi qua đó rất là khổ sở mới tới được cái thất đó. Và tới là tôi chồm người dậy để gài được cái chốt trong của cái cửa, trong là ngã xuống. Ngã xuống rồi không có bò được đâu, phải lăn kiểu gì á, mình tưởng tượng là mình không có tay chân, không có còn lực nữa, phải tường, phải lết đủ kiểu mới vào được tới cái giường. Và từ dưới đất mà leo lên giường đó là mình thấy mất một cái khoảng thời gian ít lắm là cũng phải nửa tiếng lật cái người mình lên tới giường được. Thì lúc đó tay chân nó không có ngay được đâu, tay nó quéo quéo cong cong, nhiều lên giường là nó đều rất là khó khăn. Khi lên giường rồi thì thôi cứ nằm tay chân cong cong chứ đâu biết làm gì với ai. Điện thoại đó thì hồi đó là cái thời điện thoại bàn, có điện thoại di động rồi không biết nó nằm đâu, không còn nhớ, thôi kệ nó đi, để lên giường nằm rồi là hết chuyện. Thì bắt đầu mình nghe toàn thân của mình như bỏ vào cái cối để xay nghiền như vậy. Từng tế bào nhỏ mà được, không phải xay một lần đâu nha, nó nghiền cho nát, rồi nó hết một đợt rồi nó nghiền nát từng đợt, từng đợt, từng đợt như vậy. Nhớ lại mà tôi nói sau đó tôi hồi phục lại, tôi nhớ, mỗi lần nhớ lại là rung rúng nước mắt, tại cái cảnh đó nó đau kinh hoàng lắm. Thì tiếp tục nó xảy ra cái đó là cái thọ khổ rồi. Rồi bắt đầu cái tự nhiên cái mình nghe sau tất cả những cái lần khổ của cái thân rồi á, thì những lần cuối thì bắt đầu nó mất. Nghĩa là cảnh của riêng tôi, không phải là kể cảnh ngũ quẩn gia không, ai cũng phải vậy nha. Thì bắt đầu nó mất cái thân, nó rớt vô cái trạng thái gọi là không thân. Và cái niềm vui kỳ lạ lắm, không biết diễn tả bằng ngôn ngữ người phàm. Rồi xong rồi nó qua cái cảnh giới đó, nó tới một cái đoạn là nó không còn khổ được, nó không còn vui được. Thành ra cái khi mà mình học cái thọ, thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ, không vui là mình phải trải qua cái khoảng đó mình mới thấy cái thọ đó chứ, giờ mình hiểu không à. Mình nói thôi chứ mình không có trải qua được đâu. Nhưng mà tới những cái cảnh đó mình mới thực sự là mình hiểu cái lời Đức Phật dạy là thọ khổ như thế nào, thọ vui như thế nào, thọ không khổ, không vui như thế nào. Và qua cảnh giới đó rồi á, thì tới cái cảnh mà không còn ý niệm, trải qua cảnh giới không còn ý niệm thì bắt đầu nó rớt vào cảnh giới thực sự thanh tịnh. Như hôm trước nay chúng tôi nói đó, là cái chân của cái con kiến nó bò, quý vị như nghe quýnh trống sấm vậy đó, hay còn lớn gấp trăm lần ở trống sấm nữa, rung rung. Không phải là nó rung màn nhĩ mà đâu, mà nó rung cái vùng trời ghê gớm lắm vậy đó. Và nằm đó thì mình không có mở mắt, nhưng mà nó bò ở đâu để nó động như thế nào đó mình thấy rõ, như là mình thấy coi trên cái màn hình lớn, màn hình lớn của vũ trụ chứ không phải màn hình lớn của này. Nó càng thanh tịnh chừng nào thì bao nhiêu tiếng động và bao nhiêu cái hình sắc nó càng hiện rõ chừng đó. Rồi trải qua dài 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 nữa. Thì như vậy là cái đó là một cái trong những cái trạng thái mà gọi là mình nếm cái mùi mà khổ của cái sắc thân ngũ quẩn á, mình mới nghiệm lại, mới thấy ra được cái tứ đại phân ly của người khác. Không phải nghiệm bằng cái suy tưởng mà mình bắt đầu được cái quyền đi sâu. Tại vì lúc đó là mình không có còn là riêng mình nữa rồi, cho nên mình được thấy nhiều. Mình được thấy nhiều thì rõ ràng là tất cả mọi người, khi mà có những người bình thường á, những người bình thường người được xem như là những người không có tội á, thì họ bỏ thân này nhẹ lắm, bỏ thân nhẹ lắm. Họ nó giống như mấy người mà chết lẹ đó, chúng ta thấy bỏ nhẹ đó, họ không trải qua cái cảnh tứ đại phân ly. Nhưng có một số người cái nghiệp nặng đi khó khăn, mình bắt đầu nói nghiệp nặng đi khó khăn là
dính tất cả những chuyện hồi sáng mình nói, bị thất hứa, bị thù hận, bị thương yêu, bị nợ nần, rồi do nhân tất cả những chuyện mà sáng mình nói thì họ ra đi khó khăn, dù vướng bực chuyện nào cũng kéo dài cái việc ra đi của họ. Đây là cái điều rất là lạ và muốn đi khó lắm. Họ bị vật vã và họ bị đau đớn trước phút ra đi. Thì cái chuyện vật vã đau đớn của cái thân xác nói vậy chứ mà nó còn đỡ, chúng ta dùng từ đỡ thì không phải, mà nó nhẹ gấp 1 tỷ lần so với những cái tội mà mình đã tạo để rồi gió nghiệp xảy ra trong cái lúc đó với mình. Tôi sợ lắm, mỗi lần mình thấy cái cảnh đó đó. Và thật sự thì lúc đó Phật Bồ Tát cũng không thọc tay giờ nữa. Mình phải trả cái đoạn nghiệp đó, là không có trời đất nào có thể cứu mình, không có ai có thể cản trở mình trong cái đoạn đó. Trời ơi, lúc đó là chỉ có mình chấp nhận, mình phải bị những cái chuyện đó xảy ra thôi, không có kêu la gì được hết. Những cái tiếng thất thanh của mình là chỉ có mình nghe thôi, mình la và mình hãi hùng với cái tiếng nghe của mình chứ người ta không nghe được. Lạ, tức mình la lớn cỡ nào, điều mình la có tét cái hư không này đi nữa cũng một mình nghe. Nghiệp nó dây lại để đủ mình phải trả với những cái chuyện này, kinh khủng lắm. Và cho tới khi họ bị rớt vào đâu thì họ không có tự chủ được miếng nào hết á, bị hút vào những cái chỗ mà những cái bụng của những cái con súc vật, thì chuyện đó là quá nhỏ. Mở mắt ra thấy mình mang lông đội sừng là chuyện rất nhỏ. Bị hút vào những cái cảnh mà mình nói mình đi vô cái chỗ thay vì mình là to bằng ngón tay đi, mình chung qua cái lỗ của cái cây kim, đúng không? Thì có không dễ chung được, mà lúc đó mình bị nhét để cho nó lọt qua bên cái chỗ đó. Mình biết là thân mình nó bị miếng nhỏ để nó lọt qua rồi nó hội cái thân lại. Và mình biến thành những cái khác mà mình không bao giờ tưởng. Những cái hình hài nó nằm ngoài cái sức tưởng của mình. Và mình phải bị ăn, bị nuốt những cái mà mình không bao giờ muốn, không bao giờ tưởng là trong đời mình phải đụng cái đó vào tới người, hoặc là đứng thấy mình còn không muốn thấy. Không nói hết được những cái cảnh này, những cái cảnh này nó kinh khủng như vậy. Cái lúc mà cái gió nghiệp nó thể lên, nó ngoài cái tiếng hú, ngoài những cái âm thanh kinh khủng mà mình cũng chưa từng nghe trong cái đời sống này, khiến cho chúng ta đinh tai điếc óc, nhắm mắt bịt tai, chứ chúng ta không có để bình thường. Nhưng mà dù chúng ta có bịt đi nữa, dù chúng ta có nhắm đi nữa, thì cái âm thanh nó vẫn vọng vào mình một cách hải hùng, kinh hoàng, khiến chúng ta sợ hãi và bỏ chạy. Và không biết chạy đi đâu, cứ chạy là chạy thôi, tại vì không dám mở mắt. Và bị lực đẩy, rồi bị sức gió thổi, vân vân, tất cả mọi cái cũng cuốn cùng chúng ta đi tiếp. Chúng ta nói đây để làm cái gì? Giờ phút này chúng ta còn bình tĩnh rồi, thì chúng ta cố gắng làm sao làm chủ được mình một số việc trong cuộc sống này. Ví dụ như mình giận người ta, mình muốn chửi người ta, nhưng mình kìm được. Mình tham cái gì đó, mình dừng được. Quý vị trong đời sống này sẽ dừng được một vài chuyện, và dừng được càng nhiều thì càng có nội lực. Và chính cái nội lực này nó sẽ trả lời cho mình cái phúc lâm chung sau khi bỏ cái thân này. Những cái đợt gió cuốn, những cái đợt gió nghiệp ban đầu từ mạnh cho tới nhẹ, lần đầu nó kinh khủng, tất cả các chiều kích để thổi tới cuốn mình đi. Tất cả những âm vang, những hình sắc hải hùng hiện ra trong lúc chúng ta vừa bỏ thân mạng này, nếu mà mình đang nói những người đang có tội á. Đương nhiên là trong cuộc sống mình không thể tránh tội, nhưng mà tội mình có không thể bị cuốn bởi cái này, thì cái lực của mình nó còn trụ lại được. Mình có thể mình đứng, mình ghi người mình lại, mình trụ, nhưng mà mình tưởng tượng là mình đứng, mình ghi người lại để nó không có thổi, nó không cuốn trôi mình. Và thật sự thì nó không cuốn mình. Nó không cuốn mình thì đợt thứ hai nó sẽ nhẹ hơn, đợt thứ ba nó sẽ nhẹ hơn, và từ từ sáng ra nhẹ hơn, sáng ra nhẹ hơn, là biết mình được rồi đó, được rồi đó. Vậy là có thể ăn tiền. Và đồng thời nếu trong lúc này chúng ta học
chúng ta hiểu về cái vô thường, hiểu về cái vô trụ, và chúng ta biết chắc rằng cái này nó đến, nó được, nó sẽ đi được. Nếu bây giờ mình sẽ hiểu được cái này, và mình không sợ, mình trụ vững, mình biết rằng cái này nó không có làm tan thân mất mạng mình được nữa. Và quý vị trụ ở cái chỗ thấy biết chân chính của mình, thì những cái gió nghiệp nó tự động nó sẽ, nó thổi qua, và mình còn nguyên ở đó. Mình còn nguyên đó, mình không bị cuốn hút. Mà muốn vậy thì phải đời này có tu mới được, có tu mới có được cái lực này. Hoặc là chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta trụ trong cái yên định của mình, nếu bây giờ mình đã có cái lực đó. Và những cơn gió nghiệp là nó không có đủ sức nữa, thì xem như mình bắt đầu mở cánh cửa tự do trong cái cõi giới mới. Chúng tôi dùng từ là cõi giới mới, nó không phải là âm, không phải là dương, nó là mới với mình. Thì mình vẫn phải trả một cái giá gì đó, một cái giá mù mịt. Sau khi bỏ thân này thì cái nói sẽ mù mịt một lần, chứ nó không phải sáng sủa. Nếu những người mà có phước á, những người mà có tu á, thì giống như họ mở một con mắt gì á, lạ lắm. Vừa bỏ cái thân này họ sáng bừng để họ thấy nhiều việc. Một chân trời rộng mở, nhiều cái cảnh trí đẹp này nọ kia, thì đó là những cái cảnh thiện. Mình không bàn tại chuyện này là những người tu thì tự nhiên sẽ nếm được cái hương vị này. Còn đây mình đang nói tới những người có tội. Nhưng mà bây giờ có tội mà mình bỏ thân xác này, làm sao để mình không bị lực nghiệp cuốn? Thì một là chúng ta giữ được cái kiến giải, kiến thức về vô thường, về quyển, lúc đó phải dạy cho có tác dụng nha. Nó thổi rồi cái tự động nó tan, nó là mây, nó là khói, chứ nó không có thật. Nhưng mà lực của nó không có vừa. Với một cái người tội nặng thì họ hoàn toàn không có học Phật pháp, và họ tạo ác rất nhiều người khổ với họ. Thì như vậy là cái lực cuốn này nó không có tha, nó sẽ cuốn đi mất luôn, cuốn phong mất, không cưỡng được. Nhưng mình thì nói gì thì nói, trong cuộc đời này kể từ khi mình đã quy y Tam Bảo rồi, thì cái việc mà phải làm khổ người khác là mình không có. Mình không có. Đoạn đời cuối cái cận tử nghiệp, mình không làm khổ người khác, không gây tội nhiều, thì cái cận tử này nó rất là tốt cho cuộc đời của mình. Cho nên nếu như chúng ta ngay từ bây giờ mà đã quy y Tam Bảo rồi á, thì ít nhiều chúng ta cũng phải nghĩ tới việc thiện. Chúng ta dùng từ là ít nhiều, chúng ta ít tu á, thì cái việc thiện trong đầu chúng ta nó cũng có, tức là mầm mống thiện chúng ta nó có. Và nếu như chúng ta quân tập tốt cái thiện của mình, chúng ta nghĩ thiện mặc dù mình chưa có làm, hoặc là mình nói lời thiện, nói giúp ích, nói lợi ích cho ai đó, và mình hành động cái việc gì cũng được, thì tất cả những cái đó là cái nguồn ánh sáng, là một chân trời rộng mở sau khi mà chúng ta bỏ cái thân xác này. Hay lắm rồi, tới lúc đó mình được tự do. Và cái người không tội họ sẽ tự do. Giống như bây giờ mình là cái người có tiền, có của và sống ở đất nước tự do, mình không phải đi trong nước của mình đâu. Lúc đó cái thế giới của mình nó là thế giới của loài người. Cái cõi đó nó hiện ra cái cõi người. Nếu chúng ta không bị tội phải thì nó sẽ không hiện cảnh của các cõi khác. Còn nếu bị tội thì nó sẽ hiện toàn là những cái cảnh tương ưng với cái chỗ mình tới. Và lực cuốn hút mình phải vào chỗ đó. Ví dụ như bây giờ mình mà phải bị xuống cái loài thấp hơn là cái loài súc sanh, thì nó sẽ hiện tất cả các cõi của súc sanh. Và mình chỉ thấy nó thôi, thấy lông, thấy sừng, thấy bốn chân, thấy một cánh bay, thấy gì tất cả những cái loài đó. Và nếu xuống loài ngạo quỷ thấy toàn là những cái loại quỷ đối, nanh vuốt sừng, nó bụng to, đầu nhỏ gì đó vân vân. Nó sẽ hiện tất cả những cảnh đó sau khi chúng ta bỏ thân mạng này. Và cái lực nó hút á, dù chúng ta chưa có dừng lại nhưng mà chúng ta đã bắt đầu thấy hiện cái cảnh đó rồi. Xuống tới cảnh địa ngục, những cái đọa đài thì tất cả những cảnh đó hiện ra nơi tâm mình không còn cái khác được. Không có đừng nói là chết mà người ta niệm cho mình mấy câu để mình nói thôi xin lỗi, không phải đâu. Không phải đâu, không có đủ cái lực. Và cho một vị nào đó đủ cái lực lớn đi nữa mà cái tội địa ngục của mình rất là khó có thể cứu vãn. Tội thường thường có thể cứu vãn được. Nhưng mà gọi là tội ngũ nghịch vô gián, giữa tội địa ngục an tỳ, giữa tội ngạo quỷ là khó lắm. Tội ngạo quỷ ví dụ như trong kinh đã nói chuyện của mẹ Ngài Mục Kiền Liên rồi, nó không phải có đại tăng và những cái bậc giác ngộ mới cứu được. Cho nên sau khi mà chúng ta bỏ thân mạng này, bây giờ thì mình cũng tự nghiệm nghiệm số chuyện trong cuộc đời mình biết là mình
mình nặng hay mình nhẹ. Nếu ai thấy mình nặng thì giờ lo sám hối đi, thấy gì cho sám hối hiệu quả. Chúng ta có ăn năn thôi nha, ngộ lắm. Cái việc làm sai của mình á, một cái việc sai của mình mà mình có ăn năn thì cái lực nghiệp nó khác nha. Cũng là một cái việc làm sai đó mà mình không ăn năn, cũng là một việc làm sai đó mà không ăn năn thì lực cuốn hút của nghiệp nó lại khác lạ không. Thật ra cái người có tu là chắc chắn là sẽ có thay đổi kể từ bây giờ. Cho nên trước tối trước khi đi ngủ, sau khi thức, tôi đều hướng dẫn quý vị cứ tạ ơn và sám hối. Và hai cái này nó đủ để có thể thay đổi mọi tình huống của mình trong đời này và sinh tử sắp tới. Cho nên đời này nếu chúng ta có phước được học Phật Pháp và được tu tập thì những cái lực cuốn hút, những cái gió nghiệp không đủ lực để cuốn mình. Cách đây khoảng hơn 5 năm rồi phải, có một vị hòa thượng. Và vị này chúng tôi rất là kính. Thì hòa thượng có một lần chết lâm sàng. Hòa thượng cũng bị cái lực hút như vậy. Khi tôi lên tôi đảnh lễ thưa hòa thượng, xin hòa thượng kể cho con nghe cái khúc hòa thượng mở lên bạn, tôi thích nghe vừa đó lắm. Hòa thượng nói, mày biết không, ta vừa thấy thấy cái thân ta nằm đó, có nghĩa là chết đó, tức là hòa thượng kể cũng hay lắm, ta vừa thấy cái thân ta nằm đó, tự nhiên cái ta bị đè, bị hút đi đâu, tao đâu có cưỡng được đâu, mà gió cũng cuồn cuộn nhưng mà không có đến đổi đen, không có đến đổi đen. Bây giờ ta cũng nhắm mắt, ta cũng không thèm mở. Tới hồi càng lúc tôi nghe càng nóng, càng lúc tôi nghe càng nóng. Mấy cái gì nóng dữ vậy, các bạn ta mở mắt ra là địa ngục môn. Nhưng mà không có vô đứng ngay cổng. Rồi ta đi ra được. Tức là chưa có bị cuốn vô cổng mới thấy địa ngục môn, cứ là địa ngục, cổng địa ngục mình tới. Thì mà thượng về, sau đó là thượng đóng cửa và nhập thất niệm Phật luôn tới nhất. Lúc đó hòa thượng nói là ngay khi đó tôi vừa niệm Phật liền. Niệm Phật liền, tại vì hòa thượng tu cũng lâu, nhỏ lớn tới 8 mấy, 90 tuổi mới tịch mà. Ngay khi đó tôi niệm Phật liền thì nó biến mất chứ không phải là ta bỏ đi. Nó biến mất, cái cổng này nó biến mất và nghe mát mẻ lạ thường, một cảnh rộng mênh mông nó hiện ra trước mặt. Và lúc đó tôi tự do. Tự do cái tôi thấy tôi nằm đó, cái tôi nhập trở lại. Đó là chuyện kể của vị hòa thượng. Thì chúng ta thấy rằng cái lực của cái câu niệm Phật trong cái lúc mình muốn nói đó để nói gì, ai mà lỡ có nặng nghiệp mà bị gió nghiệp cuốn trong cái lúc đó mà niệm Phật á, thì cái lực nó sẽ không còn cuốn chúng ta bị trôi đi nữa. Bình tĩnh mà niệm Phật, bình tĩnh mà giữ tâm thanh tịnh, hai cái này hết sức là quan trọng. Nếu chúng ta giữ tâm thanh tịnh thì mọi cái biến động ở bên ngoài nó tự động biến mất. Bây giờ ví dụ như mình nghe tiếng ồn ào thì với cái cuộc sống vật chất này á, chúng ta ví dụ chúng ta nghe tiếng này, chúng ta giữ tâm thanh tịnh thì nó vẫn còn ồn ào. Nhưng mà khi chúng ta ra ngoài khỏi vật chất rồi mà tâm chúng ta thanh tịnh thì cái lực đó nó lại làm cho mọi cảnh nó yên ngộ lắm. Thật ra cái người tu thiền và người tu tịnh á, cái tâm, cái lúc bỏ cái thân này mà cái tâm của mình á, nó vẫn thì cảnh nó không có động được. Kiểu mà bát phong si bất động á, thì nó không có động mình được. Và những cái mù tối tự động nó biến mất. Cái mù tối mới lúc đầu nó là lực thổi, sau đó nó thổi nhẹ, sau đó nó mù nhưng mà nó không thổi, và sau đó nó trong và sau đó nó sáng. Nếu chúng ta giữ được cái tâm yên, thành ra rất cần trong cái lúc mà này chúng ta còn đang bình tĩnh thì chúng ta gắng giữ được. Nói cho quý vị mà ngồi thiền một tiếng hai tiếng đồng hồ mà được ngồi yên, đó là cách đó. Một tiếng hai tiếng đồng hồ mà chúng ta được ngồi yên một chỗ, không động đậy, không nhúc nhích, mặc dù lúc đó còn vọng tưởng, lúc đó còn ý niệm, lúc đó còn phiền não, nhưng mà không, nếu mình biết mình giữ thì bao nhiêu vọng tưởng ý niệm khởi lên nó tự biến mất, mình thấy rất rõ ràng đúng không? Thì cái lúc gió nghiệp tới mình cũng vậy á, mình cũng thấy vậy, tự động nó biến. Nó biến. Thế như là phải nói là hàng tỷ tỷ cái cách mà gió nghiệp nó đến với hàng tỷ tỷ người sau khi bỏ cái xác này. Nhưng mà hai cái điều chính yếu, một là chúng ta giữ được cái thiện tâm thiện lương không sợ hãi,
mình bình tĩnh. Đầu tiên cái điều quan trọng là đòi hỏi mình phải rất là bình tĩnh sau khi bỏ thân mạng này. Đừng có cuống cuồng, đừng có sợ hãi bất kỳ chuyện gì xảy ra, kệ nó đi. Chúng ta phải ngon lành, kệ nó đi. Đứng đó giữ yên cái tâm của mình mà thấy biết nó, thì mọi chuyện nó sẽ tự động hay lắm. Nó tự động trong sáng, nó tự động nhẹ nhàng, nó tự động mở toang mọi cánh cửa cho mình. Và từ đó trở về sau chúng ta sẽ tự do. Chúng ta sẽ tự do. Và tự do thì tự do cũng chọn lựa được sanh tử nữa rồi nha. Nếu cái lực mà tốt, chúng ta có một chút phước nghiệp á, thì chúng ta sẽ chọn theo cái kiểu của mình. Thành ra điều quan trọng là không nên cuống cuồng, không nên sợ hãi, không nên cuồng loạn, không nên bỏ chạy. Mấy cái chuyện này là rất là quan trọng, nhưng phải giữ vững. Mình cứ đứng yên, mình biết chắc gió thổi mình không bay. Và không có cái gì để sợ, mình không có tạo tội, không có gì để sợ. Và tất cả đều là ảo ảnh. Mà ngon vậy đó, mình phải ngon vậy thì mình rất bay, còn không phải gắng chịu á. Sợ hãi bỏ chạy thì không biết chạy đi đâu. Cũng hồi xưa, hồi còn nhỏ lắm tôi nghe kể, và lúc đó mình không có tin đâu. Cái bài kia bà mất rồi, thì khoảng 5-7 ngày sau đó là cái nhà kế bên con heo nó chết non, nó sanh ra nó chết liền. Và cũng mấy ngày hôm sau cũng đạp đồng đạp cốt lên nói kể cái đoạn. Mới vừa chết thấy nhiều chuyện sợ quá bỏ chạy thấy cái bụi chung vô lại à. Và chung vô cái bụi đó đại, cái người hội, ủa sao thấy mình lông không? Lông không hả? Bỏ chạy không biết chạy đâu, chạy cuốn cuồng cái gì cứ chui vô thôi. Và thấy vậy thì không chấp nhận. Thì không tiếp tục mang thân heo, tại vì cái nghiệp không thể thành heo được. Nhưng mà đi lộn chỗ, chút sợ hãi để đi lộn chỗ một tí gì đó, thì cũng mất rồi. Và hồi đó mình không tin cái chuyện này, hồi đó mình không tin. Sau khi lớn học Phật rồi mình có nhiều cái mình suy nghiệm, và có những cái mình tìm hiểu để mình thấy ra những cái cảnh, những cái diễn cảnh sau khi bỏ cái thân xác này, thì mình biết nhiều chuyện là đi lộn chỗ cũng không ít, đi lộn chỗ nhiều lắm, cái gì không giữ được bình tĩnh. À, ra là nói tới đây để thấy rằng là người chết phải hết sức là bình tĩnh. Đầu tiên là khi mà bỏ cái thân này là hồi nãy giờ mình nói là không liên tiếc tiền của, không liên tiếc tình cảm, bây giờ là không liên tiếc cái bản thân của cái người mình chia tay, tức là bản cái thân xác của mình á. Cho nên thường ở đám tang tôi hay nhắc cái câu là cái gì, cái thân này giờ này quý vị đã thực sự chứng nghiệm nó không phải là mình. Thì rõ ràng là mình thấy thân nằm đó mình không có làm gì được, mà tay chân không động đậy được, không có còn làm được nữa. Đầu tiên mình thấy cái điện đó rõ lắm, khi rời cái thân này là cái chuyện đó là chuyện đầu tiên mình thấy. Nếu mình là cái người không có tội nha, thì rất là tỉnh táo, rất là rõ ràng. Và như vậy nữa thì nếu mình bình tĩnh mình thấy được tới đó là mình gọi là không phải là chấp nhận, mà mình thấy rằng thôi không xài nữa thì bỏ. Mình phải được cái điều này, không xài được nữa thì vậy là không nên chấp thân nữa. Để cái vội vã để tìm cái thân sau nó sẽ không còn là cái động lực thúc bách nữa thì hay lắm. Ở cõi âm thực sự ở đây không phải khuyến khích chúng ta ở cõi đó, nhưng mà nó nhẹ hơn cõi này dữ lắm. Không bị vướng dấp vào cái vụ thân nghiệp rồi bệnh tật rồi giống như vậy, không có nữa đâu, không có. Và muốn đi đâu đi sướng chết luôn. Ở đây nói trường hợp là chúng ta không bị tội nha, không bị tội. Thì chúng ta rất là tự do, mình ở đây có con mình ở châu Âu, tới bữa cúng cơm mình cứ nói giấy cái mình có mặt trong bàn thờ mình ăn ngon lành. Nhưng mà thật sự cũng không ăn ngon lành đâu. Ăn ở trong cõi âm cũng là cái phước. Ở cõi này đó, ví dụ như một cái cả ngàn người như thế này, cái phước báo khác nhau nhưng mà đều được ăn thức ăn như nhau, được ngồi một chỗ để ăn. Cõi này là tạp, cõi này thấy vậy mà tạp loạn, cùng là loài người nhưng mà phước báo nó không được sắp xếp theo cái thứ tự như cõi âm. Cõi âm mặc dù chúng ta được rất là tự do, như việc ăn và việc ở chúng ta nó bị một cái lực, không biết là cái quy luật gì nó kinh khủng đến cái độ là chúng ta không thể xài được dư quá một miếng phước của mình. Dù là mình thấy người kế bên mình ăn ngon gần chết luôn, mình thò vô mình bóc nó, cái nó trở thành tèm lem của mình. Cái phước của mình nó không được ăn đồ ngon.
cái đồ người ta rất là ngon mà đưa cho tay mình, cái nữa không có nó thành cái gì tèm lem tút lút thì ghê lắm. Mình cũng phải nốt thôi, tại vì đó phước của mình. Lạ kỳ mà đã qua nói cái cõi kia nói vậy đó, phân minh phước báo rõ ràng từng mãi mai một. Không có chuyện ngồi trước ngồi sau lộn xộn phước báo vô kia, là hội trường ngồi xuống cái là tao biết người nào phước lớn, người nào phước nhỏ. Và nó kèm theo cái gì, cái ở đó thì gọi là cái hào quang sáng tối của mình. Đây mình dùng từ là cái diện mạo sáng tối của mình. Nó lộ ra hết để mình nhìn thấy là người này phước lớn, người kia phước nhỏ rõ lắm. Ở đây nhiều khi có những người mà họ phước nhỏ, họ mặc bộ đồ vest vô thấy nó cũng quay quay. Dễ dễ cái mặt thấy nó sáng sáng, như kia không có chuyện đó đâu. Nó không có cái vụ giả giả mà đắp đắp vô để nó thay đổi được hình sắc bên ngoài, không có. Cái cỡ đó nó hay lắm. Cái mặt mình xấu là mình vẽ cái gì nó cũng thành chú ôm, không có đẹp được. Nó hay lắm, cỡ đó nó như vậy. Thế vậy là đến đây mình mới nói từ bước nữa là gì? Cái phước của chúng ta. Khi mà chúng ta rời khỏi cái thân nghiệp này, chúng ta phải dùng cái từ là thân nghiệp đó đi. Chúng ta bỏ được cái thân nghiệp là chúng ta đã nhẹ tưng một cái là sướng rồi, không còn mang nặng cái thân nghiệp nữa là tự do. Nhưng bắt đầu phân minh phước báo. Phước báo rất là phân minh, chúng ta yên tâm tới đó nó công bằng tuyệt đối, không có cái vụ lo lót như cái cõi này. Cõi này nó bị lo lót. Cõi đó là khỏi đi, không có biết ai để lo. Mình mặc áo rách là cứ rách vậy thôi, chứ đừng nghĩ là mình sẽ lấy tiền ở đâu ra mình mua áo mới, không có chuyện này. Và không bao giờ được mặc chiếc áo đẹp nếu cái phước chúng ta không lớn lên. Nhưng nếu bữa nay có con cháu của mình nó cúng trai tăng ở chùa Long Hương, nó hồi hướng thì mình được áo đẹp đó nha, thay đổi phước báo liền. Và bữa ăn ngon lành liền, chỗ ngồi đàng hoàng liền. Chỉ cần một chút của cái người thân mình hồi hướng thôi là mình đã thay đổi, gọi là được siêu. Là qua cái tầng nghèo tới cái tầng trung bình là ăn được ngon hơn, áo được đẹp hơn và chỗ nghỉ được tốt hơn. Như vậy đối với chúng ta được gọi là siêu đi. Chứ đừng có đòi siêu là tôi cúng bữa ra tăng ba tôi phải lên cõi trời. Không cần, không cần. Và nếu nhiều cái đợt mình cúng cho cha mẹ mình để mà cha mẹ mình tự do hoàn toàn luôn, tự do hoàn toàn luôn, thì quần áo tức là siêu mỹ nó sẽ đẹp hơn, rồi thức ăn được ăn chỗ mình muốn ăn. Qua cõi âm thấy vậy chứ muốn ăn cái muốn ăn là không thể ăn được á. Nhiều khi là về báo mộng cho con mình, nó nấu bữa đó nó cúng cho mình, nó mời qua về ăn cái mình cũng chiếm trệ, mình lên mình ngồi bàn thờ mình chuẩn bị mình ăn, có tự nhiên cái mình bay qua rồi sao mình dối không tới đồ ăn đằng kia. Mình đang ngồi đây cái mình đi ra đâu hồi này nè, có cha nội nào giả phước lớn giả ngồi vô cái mình bị trôi đi. Y như phim hoạt hình á, cho ngồi cái mình bị trôi vào này. Giờ mình vô thấy chả ăn cái đồ của mình tức thấy mồi, mình đâu có làm gì được, tại phước mình nó nhỏ hơn. Chả ăn cho hết cái phần phước của ông chả rồi chừa miếng cặn cặn là tới phần của mình, cái mình được trôi trở lại mình ăn. Cái này tôi nói tôi phải dựng phim mấy cái chuyện này hấp dẫn lắm. Cho nên khi ở cõi âm nó cũng là cái phước nữa, ăn nó cũng là cái phước. Cõi này thế vậy chứ mình nghèo, thiệt là nghèo, đi thăm một cái người bạn giàu của mình, cái nó đãi mình bữa ăn thật ngon, mình ăn được ngon lành đúng không? Nhưng mà cõi kia không có à. Đừng có hòng ăn một miếng ăn hơn phước mình một chút. Kỳ không? Đừng có nghĩ rằng mình có thể mặc cái áo đẹp hơn cái phước mình đang có dính vào thân của mình. Không được. Và đừng bao giờ nghĩ rằng mình có một bữa ngồi yên nếu cái phước mình không có. Cũng ở đầy khóc ở đây, đầy khóc ở trong không gian này. Mà đừng có tưởng là ở trong nhà là bây giờ thì người phàm của mình, cái vật chất này là cái nhà xây dựng để cái người vật chất ở. Mà mình trú mưa, trời mưa này mình không bị lạnh. Nhưng mà khi cái người mất mà không có phước á, thấy như mình chung vô nhà thôi mà mưa lạnh thấy bà tổ luôn. Cái nhà của người ta chứ không phải nhà của mình, cho nên là cái nhà nó không có che được mình. Kỳ không? Nó không có che được mình. Mình thấy mình chui vô nhà ngồi có mình lạnh co ro cũng đúng, bây giờ lên ủa sao nó không có nóc nó không có nóc, mình bị mưa xuống. Cõi nó kỳ đó. Nhưng mà cái phước mình có thì mình được ở giống như là cái chòi tranh, hoặc là ở chỗ che mưa che nắng. Nhất là những cái gốc cây, và nhất là những gốc cây cổ thụ. Những gốc cây cổ thụ thì đông lắm, đông rất là đông. Nhất là những cái gốc cây to 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 xung quanh chùa thì rất là đông. Và họ nương náo, có những người bây giờ họ ở đầy ở đó nhưng mà họ không vô chùa được. Mặc dù được cho vào trong cổng chùa nhưng mà vẫn không được vào trong chùa. Phước nó như vậy, tại ở đây nó đầy hết rồi.
Những người có phước ở trong này nó đầy hết, họ không chen vô được. Bây giờ ví dụ giữa là cái ông phước lớn kế, ông phước kém kế đầy vậy nè. Là cái anh phước kém kém là ở sát ở ngoài ranh đó, ở vòng vòng ngoài rìa đó. Và ăn uống cũng phải chờ như vậy luôn á. Cho nên là mấy thầy thí thực cũng làm ơn tác niệm bình đẳng giùm lúc mình cúng thí thực á. Mình nghĩ là bây giờ bao nhiêu cái thức ăn cúng của mình là tới tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới mười phương, và những cái chúng sanh, những cái loài âm binh có mặt ở trong cái chùa này được ăn như nhau. Mình tác ý vậy thì hy vọng, tại vì cái lực của mình, cái lực của mình nó tác động đến cõi đó thì cõi đó được ăn như nhau. Còn không là ăn theo thứ lớp, ăn theo thứ tự, người trước ăn trước, người phước lớn ăn xong, người phước nhỏ ăn sau, nó cái kiểu nó thật sự thì nó phân minh nhiều phước báo một cách lạ lùng. Cho nên bây giờ là chuyện gì? Cái chuyện mình cần là tạo phước bằng mọi giá. Chúng ta phải nói một câu đó, phải giờ đầu tư phước báo bằng mọi giá. Giống như thanh niên mà nó mới lớn lên, nó đầu tư cái việc làm ăn rồi đó. Bằng mọi giá tao đầu tư vô công ty này để tao thu lãi thiệt nhiều, đúng không? Thì bây giờ bằng mọi giá tao đầu tư vào cái quỹ vũ trụ này để cái phước tao thiệt nhiều. Đó, bây giờ mình phát nguyện rồi đó. Để một ngày là cái phước chúng ta dứt khoát là phải lớn hơn ngày hôm qua. Phải quyết lòng như vậy, làm cái gì không biết, tìm cái cách nào không biết, mình nói được lời nào để lợi ích người ta, mình làm chút gì để cho có lợi cho tập thể, cho số đông, và mình có thể suy nghĩ cái điều gì để mình tăng được phước báo. Thì trong những cái suy nghĩ trước mình nói rồi, đúng không? Một là cái gì? Một là cái lòng bao dung của mình phải xả ly tất cả những cái rút mắt, những cái chấp trước, những cái phiền hận gì trong cuộc đời là chúng ta phải xả ly. Thứ hai là chúng ta phải thương yêu được tất cả những người đã phiền hận, những cái cuộc đời thuận nghịch, thương yêu cả vũ trụ, thương yêu cả chúng sanh muôn loài để mình đầu tư phước báo của mình. Cái thứ ba là lòng tôn kính vô biên vô lượng đối với chư Phật, chư Bồ Tát và chư vị Thánh Hiền. Cái thứ tư là tình yêu không bờ bến của mình. Đó là cách đầu tư phước báo. Và còn lễ Phật được thì quý vị nên lễ đi. Kệ nó, dành hết thời gian cho cái chuyện lại Phật. Bây giờ mình ngồi thiền dở đúng không? Mình tụng kinh cũng làm biến, nhưng mà đừng có làm biến lại Phật. Lại Phật là một trong những cái làm tăng phước báo nhanh nhất, nhiều nhất, lẹ nhất. Rồi dành hết thời gian cho cái việc lại Phật. Không biết cái gì trơn, cứ nhất tâm kính lễ Đức Phật chút ra vẫn được, nhưng mà với tất cả những cái tâm thành và sự cung kính của mình, càng thương, càng quý, càng kính Đức Phật bao nhiêu thì phước báo nó càng lớn lên bao nhiêu cho từng cái lần lại Phật của mình. Đó thì đó là cái chuyện mà chúng ta rất là cần trong giai đoạn cuối. Từ đây cho tới hết rồi chúng ta làm được những việc này thì tuệ để mở cho được giác ngộ giải thoát thì đó là cái phước lớn lắm. Còn không thì chúng ta làm được tất cả những cái gì mà có lợi ích, lợi ích cho số đông, lợi ích cho chư thiên và loài người thì phước này lớn rồi. Nhưng mà lợi ích cho số đông hoặc là lợi ích cho ai nó cũng được. Đừng có chọn lựa. Có dịp chúng ta phải làm lợi ích là chúng ta làm. Và cứ làm đi. Không có mất đâu. Rồi trước giờ mình nói rồi là không có một cái mảy tơ nào mà mất hết, không có hào ly nào mà mất hết, nó lạ lắm. Cái gì nó cũng sẽ còn nguyên trong pháp giới này. Cho nên thiện ác chúng ta nó còn nguyên. Nói đây để chúng ta không có tu là không có được. Tại ra là cái quan trọng chúng tôi nhắc lại là tại vì rất là nhiều người bị loạn, nhiều người bị cuồng tâm loạn trí, sợ hãi bất an xảy ra trong lúc mà từ cái cảnh cũ bước qua cảnh mới. Mà nếu bước qua im điềm thì quá dễ cho mình. Qua một ngưỡng cửa là đầy phong ba bão tố, với tất cả sự bất ngờ vì bao nhiêu cái gió nghiệp nó dồn về. Thì chúng ta phải bình tĩnh. Không phải ai cũng bị cái này nha. Tôi nói là người nào nặng thì gió mạnh, người nào mà nhẹ thì gió cũng nhẹ. Thấy mình thấy rõ ràng là mình cũng đứng chung với cái thằng bạn của mình. Ví dụ như hai thằng chết một lượt nha, nó vừa bỏ thân xác rồi mình cũng thấy nó kế bên cạnh mình á. Mà mình bệnh kinh khủng, mình lao, mình kêu nó đứng tỉnh queo, nó đâu có nghe đâu. Không có nghe, đứng kế bên mình nó không nghe, nó cũng chẳng có biết cái chuyện mình xảy ra cái gì luôn nữa. Nghiệp xảy ra với mình, dù là cha, là mẹ, là anh, là em, mình đứng sát bên rồi hoàn toàn không biết. Và tới hồi mình cuốn bất hút rồi thì họ mới hay. Không ai biết đường mình đi đâu hết. Cho nên có cha mẹ thì cũng thấy chịu thôi. Lúc đó không có cái thân bằng quyến thuộc nào mà có thể phụ giúp mình được cái chuyện đó trơn á. Lạ lắm. Chỉ có Phật Bồ Tát giúp thôi. Nếu chúng ta đã có quy y Phật thì chuyện lại là khác nhiều. Đó, mình muốn nói tới cái chuyện khác nè. Mình có tội lâu nay, mình biết sám hối này nọ kia mà rõ ràng là chúng ta đã có quy y rồi. Thì bỏ thân mạng này, chúng ta ở một cái chỗ mà
nó gần như không có gió nghiệp này, không có gió nghiệp. Rồi từ từ mới xử mình sao? Từ từ mới xử mình sao? Nhưng mà ra mình yên cái đã. Và yên thì thật sự là trong cái khi mà chúng ta quy y Tam Bảo, mình sẽ gặp gỡ lại Phật, Bồ Tát hay là những người thân đã tu tập mình, hoặc là những vị thầy mình trong cái cõi giới đó, thì nó sẽ hiện ra đủ tất cả những cái quen thuộc với mình, để khiến mình không sợ hãi như người chưa từng quy y. Khác vậy đó, khác lắm luôn, không thể nói được. Và ở cái chỗ yên ổn đó thì chắc chắn là mình sẽ được lời nhắc nhở, rồi dạy dỗ rồi thêm. Và tôi nói là trong đời chúng ta nên ăn năn sau khi phạm tội. Chúng ta làm sai cái điều gì đó thì phải nên ăn năn sám hối, để trở thành thói quen. Ba cái vụ mà thất thánh tài, cái tàm quý nó quan trọng ghê gớm của thánh mà, là chúng ta sẽ được ở trong cái vùng trời đó, chúng ta sẽ được sự bao bọc chở che của Tam Bảo trước đó đã, rồi đem mình ra dạy dỗ để giáo hóa mình, chứ không có xử giống như cái kiểu của người chưa từng quy y. Nó có một cái điều rất là lạ đó. Và dạy dỗ mình, nếu mình cương ương bướng mình không làm thì đưa qua mình tiếp cái chỗ thấp hơn. Ương bướng không nghe cho mày xuống thấp nữa, mày xuống thấp nữa xuống dưới kia luôn. Nếu ương bướng thì cũng sẽ đưa mình đi tới cái chỗ mà xứng với cái nghiệp của mình. Chứ đương nhiên là mình không sống vượt quá cái nghiệp mà không vượt quá cái phước của mình. Cái sự tồn tại của mình sau khi bỏ cái thân này, mạng này, thì mình không cách nào sở hữu được cái phước khác. Nên biết điều này, tương ưng với phước báo, tương ưng với nghiệp quả của chính mình. Không ai sửa được cái điều này hết, trừ trường hợp tâm mình thay đổi, cộng thêm một phần của người thân của mình tu tập hồi hướng. Và lúc này mình sẽ nhận trọn, nhận được tất cả những sự hồi hướng của người thân. Mà nếu như may mắn, gọi là phước đức của mình có, cái phước nhiều đời tu của mình có, đương nhiên là mình mất mình ở ngôi nhà Trăm Bảo rồi, nhưng mà con của mình hoặc là người thân của mình, mà một là nó cúng dường Đại Tăng, Đại Tăng là phải 1000 vị trở lên gọi là Đại Tăng. Cái thứ hai đó là nó cúng dường trúng vị Thánh. Đương nhiên 1000 vị Tăng là chắc chắn có một vị Thánh con nào trong đó, chứ không thể không có. 1000 Tăng là thế nào cũng có, tôi dám chắc như vậy. Không nhiều cũng ít, không cao cũng thấp, nhưng mà có Thánh Tăng trong đó đó. Họ ẩn thân trong đó. Tại vì cái đức của chúng nó lớn quá, buộc phải có các vị tới để mà sử dụng cái uy đức của mình gìn giữ cái đại chúng này. 1000 Tăng mà trật tự bảo đảm là Thánh trong đó nhiều lắm. Quý vị đi gặp những cái đại lễ mà có chừng 1000, 2000 vị Tăng mà nó càng trật tự chừng nào á, thì trong đó cái số Thánh chúng càng nhiều chừng đó. Thánh chúng đủ nhiếp chúng để làm cho chúng nó yên tĩnh á. Còn Tăng mà ồn ào thì Thánh không có. Tăng mà. Thật ra là nó có hai trường hợp để chúng ta thấy là: một là cúng dường được Đại Tăng, hai là cúng dường được Thánh Tăng. Thì hai cái này hước lớn quá mà mình là con mình nó hồi hướng cho mình, thì mình in như là trúng số. Tự nhiên bữa đó ăn ngon quá trời luôn mà không biết chuyện gì xảy ra, thì mới vừa con mình mới cúng Trai Tăng có mấy ông Thánh vẫn hồi hướng cho mình. Tự nhiên cái thân của mình nó cũng giống như bị nở ra, rồi y phục mình nó sáng rỡ ra, hầu quang mình nó sáng hơn một tầng. Xem như mình được siêu, mình qua cái tầng đối khổ, đại khái là qua cái tầng đối khổ là mình siêu, mình được thơm. Mình đó, ví dụ như trước đó là mình muốn đi á, nói cho nó qua cõi đó thì người ta nói là giống như mình có thần thông, mình tác ý là mình sanh thân, đúng không? Nhưng mà cái hồi mình chưa được tự do á, mình tưởng tượng như cái xe mà xe đời cũ và xe đời mới, xe phân khối nhỏ và xe phân khối lớn. Đúng không? Cái hồi bước mình kém mà muốn đi đây tới đằng kia là 5 phút mới tới. Nhưng qua cái lửa lễ cầu siêu này rồi, phước mình tăng lên. Và mình muốn đi tới đằng kia cái mình chớp mắt cái mình tới à. Nó sẽ nhanh hơn. Mọi cái nó sẽ linh động, nó sẽ quyền biến, nó sẽ thông thái, nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ cởi mở, nó sẽ rộng lớn, nó sẽ sáng suốt lạ lắm. Tức là sau một lần mà con cái mình tu tập, và nhất là gì? Trong lúc mà con mình nó cúng lễ Trai Tăng hoặc cúng chùa, cúng cái gì đó mà nó kêu mình, và khi đó tâm mình quan hỷ với cái việc đó thì chuyện lớn lắm. Chỉ sợ là mình không quan hỷ với bữa cúng đó, hiểu không? Thật ra là hồi nãy mình nói là trước khi quy y, con cái phải làm sao để cho cha mẹ mình có thiện ý với Tam Bảo. Không phải là thương, nhưng mà có thiện ý thôi.
Để cái lúc mà nó đi cúng mai mốt là ví dụ mình muốn đi cúng trai tăng ở đâu, mình đốt ngang ở bàn thờ thờ cha thờ mẹ của mình nói là ba ơi mẹ ơi, bữa nay con đi cúng chùa đó, cái ông thầy đó là ông thầy trụ trì, thì cũng nói luôn thầy đó cũng dễ thương rồi đó, ông thầy cũng thương ba lắm, đại khái mình cũng dụ dụ cái kiểu đó. Mình cũng nói cái kiểu có tình cảm để cái thần thức của cái người đó có cái tình với cái chỗ mà đang cúng à, thì họ xin hoan hỷ và họ đi theo. Và lúc đó thì vị đó sẽ được, do cái tâm tùy hỷ với cái phước báo cúng dường với gia đình, với con cái, mà cái lực siêu thoát nó lại được tăng lên. Nhưng mà có thật tình tôi thấy là có một cái người, biết đây có người thân của gia đình nó không thì không biết, người này chết mà họ không chấp nhận cái chết của mình. Có tiền, có đang làm ăn cũng phải nói là tương đối khá giả, mà chết bất ngờ, còn trẻ lắm, họ không chấp nhận cái chết này. Nhưng mà gia đình thấy dự sử dụng cái số tiền của ảnh đi cúng á, thì ảnh cũng không giữ, không giữ. Tôi nhớ tới đây mấy lần cúng á, mình cũng phải nói là vận cái lực dữ lắm để gọi là cái gì, tác ý để gọi là gieo duyên, để gợi một chút cái tình của cái người tu ở trong chùa đối với cái thần thức đó. Nhưng mà họ cảm thấy bị mất mát đó. Cái tiền của họ tạo ra đáng lý là phải để cho những cái gì, làm cái gì đó, chứ không phải là họ để cho chùa. Và bây giờ người nhà lại lấy cái tiền đó đi cúng chùa, họ không giữ ý. Và họ không giữ ý thì dù có cúng hết của họ đi thì họ không có nhiều phước hết kỳ. Chuyện này là cái chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng cho nên là mình muốn đi cúng dường nha. Ví dụ như cha mình chết để lại một số tiền, mẹ mình chết để lại một số tiền, bây giờ muốn đi cúng chùa, mình muốn đi làm phước, mình muốn cái gì là mình phải đốt nhang ở bàn thờ, mình xin, mình nói tới nói lui, thậm chí là mình xin keo luôn đi, để nó bỏ 2 đồng tiền miếng ốp mấn ngửa là coi như đồng ý đi. Thì mình đã đi làm, đây là một chữ thật á, thấy như một trò đùa, nhưng mà nên làm như vậy cho tôi đi. Và nếu như thực sự mà chúng ta xin keo miếng ốp miếng ngửa được thì giống như vi tính gì đó người đó, thì cứ xin lại đi. Và tại vì mình người phàm, mình đâu biết chuyện này là cái người phước mặt phước mày họ có gửi hay không. Của này là của họ để lại. Phải chi mà trước khi họ chết họ trăn trối là tất cả những tiền của tao là tao muốn đi làm từ thiện, tao muốn đi cúng chùa, muốn đi làm phước. Thì mình trước khi mình đem cái đồng tiền đó mình cũng phải thắp hương khấn nguyện là ba ơi, hồi đó ba nói là cái tiền của ba đem đi làm chuyện này chuyện kia, bữa nay con thực hiện lời nói của ba, thì ba cùng với con đi làm cái chuyện này, ba nên hướng tâm và kính tin tâm bảo để phước được lớn, vân vân. Thì mình giấy trước khi mình mang cái chuyện đó đi, mình khấn nguyện trước khi đi thì chuyện nó sẽ lớn hơn. Còn mà ổng cũng đã nói là cái tiền này là để đi cúng chùa á, và cũng cúng cho ông thầy đó hay gì đó, ví dụ vậy. Nếu mình không nói mà đi làm ngang cũng được. Cái người mất họ khó tánh lắm. Kìa, mà nói là phải làm, và làm là phải chính xác. Với họ là như vậy nha, không có lương ương, không có cái chuyện mà nửa vời. Tức là hứa là phải làm là phải đúng. Còn chích chút là họ không chịu và họ bất mãn. Ví dụ như bây giờ đem cái tiền vô tới cổng chùa rồi mà họ bất mãn, thì bữa đó họ không có lợi thôi. Việc cúng thì vẫn bị diễn ra rất là bình thường, nhưng bản thân cái người đó là không có lợi. Cho nên muốn lợi cho cái người mất thì chúng ta phải mời mọc trước khi mà chúng ta muốn đi tới chùa cúng của lễ trai tăng. Cái này là ít có Phật tử dễ quên lắm, mà không có dễ rồi, đúng không? Thường thường chúng ta đi cúng chùa cho cha cho mẹ mình là chúng ta ít có khi nào đốt nhang trước. Thậm chí bây giờ chúng ta đi chùa chúng ta nghe pháp, chúng ta cũng ít khi nào đốt nhang để mời đi nữa. 11 tập mời đi, mời đi, họ đi được không? Mời đốt nhang. Bà ơi, này ông thầy nó giảng vui lắm, ông thầy này đó cũng thương ba lắm, nếu ba nghe được cái lời này là ba có thể hiểu được, ba có được siêu thoát, ví dụ vậy. Chúng ta đốt nhang, chúng ta mời nói chuyện, với mình nói chuyện với cái người thân hồi xưa mình nói sao thì bây giờ mình cứ tác ý như vậy, và cứ tác ý như vậy là sẽ có lợi ích. Thì đối với những người phước mặt phước ngoài mà họ chưa có siêu được, người thân của mình mà chưa siêu được, thì mình làm bất kể cái gì cứ hướng về họ mà hồi hướng. Chuẩn bị tu, ví dụ đại khái là chuẩn bị mình tu, chuẩn bị mình tụng kinh, chuẩn bị mình ngồi thiền, thì đốt nhang bàn Phật xong thì mình đốt nhang cái bàn thờ cha mẹ ông bà của mình. Mình nói là bữa nay con đang chuẩn bị tu như vậy đó, xin ba xin mẹ tu với con, và chuẩn bị nghe pháp, ví dụ vỡ máy Phật pháp thì mời mọc, cứ làm vậy đi, thực sự có tác động. Cái gì không có đủ sức để thấy rằng một cái buổi mà một buổi thuyết pháp của một cái vị mà chân tu
thì số này đâu có nghĩa lý gì đâu. Số này chưa bằng phần triệu của kia nữa, ghê đông lắm. Niệm Phật cái là họ ngồi, trời nó đẹp, thiệt là đẹp, thứ tự, thật sự là thứ tự. Và hay lắm, mỗi nhóm có một ông to đùng ngồi giữ. Không có cái chuyện mà ngồi nửa đường đứng dậy vậy đâu, lú cái đầu lên là võ khất phục, ngồi xuống. Không có cái chuyện đi nửa đường khi thời pháp chưa hết. Khó lắm chứ không phải vậy đâu, về muốn đi đi. Rồi kìa, không có chuyện đó đâu. Và cái lực nhiếp chúng của cái chúng hội mà nghe pháp đó, nó lực lệ lắm. Thì nó cũng thứ tự như mình nói là phước báo rồi, không nói gì, không có cái chuyện lộn xộn mà lúc lắc là phục ngồi xuống, nhóm nhóm phục ngồi xuống. Hay lắm, cả đó hay lắm. Chúng ta không có tưởng tượng đâu, một cái thời pháp nếu mà thật sự mà chuyên tu thì thôi quá trời luôn, có nhiều tầng là do nhiều cõi giới và họ nghe được. Nếu mà vị chân tu họ mở tâm là thông các cõi thì chuyện kinh khủng lắm. Thật ra là nãy mình muốn nói tới cõi âm tự do đúng không? Tự do thì quá tự do, hơn loài người của mình gấp cả ngàn lần. Cho nên đôi lúc họ ở đó họ muốn thọ thân người, và họ không thọ thân người thì đừng có nói là họ không có siêu, là chúng ta sai rồi. Đó, như nãy mình nói là tất cả các thời pháp của những bậc chân tu thì họ đều nghe được, và họ đều tu tập ngon lành hơn mình. Cho nên có một số người mà hồi còn sống thì họ không tu ra gì á, nhưng mà họ có tu, họ có quyết tâm tu. Thì khi mà họ mất á, đơn giản là họ bỏ thân nghiệp thôi, chứ họ sáng suốt hơn bây giờ gấp 7 lần. Do đó cái việc mà học pháp, hiểu pháp và hành pháp của họ lại nhẹ nhàng hơn mình gấp hàng trăm lần. Chúng ta đừng có coi thường là chúng ta sai. Từ xưa giờ chúng ta hay bị hiểu lầm là người đó phải thọ thân mới được gọi là siêu. Giống như mình đi cầu siêu rồi mình muốn biết cha mình sanh ở nhà nào, ở đâu á. Sai lầm rồi. Họ chán cái thân này, họ không muốn mang. Nhưng mà họ được tự do để học đạo. Ví dụ như tới đây học đạo thì họ tự do. Cho nên trong cái câu khấn nguyện là tôi hay chú nguyện là sao? Nguyện cho họ được tự do lui tới các đạo tràng nghe pháp, nghe kinh, thấu hiểu chân lý, rũ sạch tất cả những trần cấu vô minh để siêu sinh về cảnh giới an lành. Họ thấy tôi hay phục nguyện cái câu đó lắm. Tức là tôi nhắm tới họ là tôi phục nguyện, tôi muốn người này được tự do. Thì tự do cõi âm cũng như tự do cõi dương, để họ được tự do đi tới tất cả các đạo tràng để nghe pháp, nghe kinh. Nghe pháp, nghe kinh để làm gì? Để thấu hiểu chân lý. Thấu hiểu chân lý để làm gì? Để rũ sạch tất cả những trần cấu vô minh mà siêu sanh về cảnh giới an lành. Lúc nào chúng tôi phục nguyện cho người âm luôn luôn là câu này xảy ra. Thì mình hiểu họ cần cái gì. Và cái điều quan trọng nữa cho cái việc cầu siêu là gì? Hồi nãy mình nói là mình cúng dường cho một cái người đạt đạo, cúng dường cho đại tăng và vị tu có đức. Và vị tu có đức thì biết cách mà dụng từ là gì? Kết nối được. Kết nối được với cái thần thức của cái người đang cúng. Tức là họ phải vận tâm, vận lực của họ để họ kết nối. Họ mở tâm ra để người kia được kết nối. Và như vậy khi mà họ nhất tâm cầu nguyện cho người kia thì người kia sẽ được lực tác động đó. Và cái khả năng để có thể nhận được nhiều phước báo để họ được thăng những cái tầng bậc trong cõi giới của họ là họ được thăng tiến. Và việc đó cũng dễ lắm. Nếu mà người chúng ta là những người nhà mà hơi nhạy cảm một chút à, thì sau bữa lễ cúng ở chùa, hoặc là cúng trai tăng, hoặc là cúng cái gì đó mà mình hướng tới người thân của mình, vì người thân mình tác lễ cúng, sau lễ cúng đó mình biết tự nhiên cái tâm của mình nó được trả lời, có một cái câu trả lời cho tất cả những người thân, là nó sẽ có một cái sự rộn ràng gì lạ lắm mà mình cũng không có nhận biết được nữa. Mà cảm giác là sau bữa lễ là mình vui kỳ lắm. Tức là họ đã thay đổi rồi đó, họ báo cho mình biết. Cái lực mà họ mỗi lần họ vượt cái bậc, ở trong cái tầng bậc sinh tử, tầng bậc, chứ nói siêu mà đi cái rẹt từ đây cho tới cõi trời cũng khó lắm à. Lớn lắm, tôi nói là phải gặp được đại tăng, phải gặp được thánh tăng, gặp được những cái đạo tràng tu tốt và những người có đức. Trong những cái điều kiện đó là những điều kiện cốt yếu. Và gần như có người thông hiểu được cái cảnh giới sống của cái người ở trong cõi giới đó. Họ hiểu được á thì cái gì cũng thông.
mà họ hiểu không được, không tới. Cái hướng tâm của mình nó không tới cái người chết đó, và người đó cũng không kết nối được. Cho nên là cái rất là cần, hồi nãy mình nói là cần trước khi cúng là mình phải có một cái gì đó khấn giấy rõ ràng ha. Đây là những điều mà chúng tôi thấy là nó cần á, nó cần. Tại vì muốn nói tới từ chuẩn bị chết cho tới chết, sau khi chết dài dài tới đây thì nhiêu đây được rồi ha, nhiêu đây là đủ vốn rồi. Rồi chúng ta qua câu khác ha. À, kính thưa sư phụ, con là một người tu, đã đi tu từ nhỏ, bây giờ các bạn đang ở chùa, nhưng con đã thương một người. Lương tâm con rất là bị dằn vặt. Thật sự từ nhỏ đến giờ con rất quyết tâm, nhưng bây giờ tâm con dừng lại, con bất an lắm thưa sư phụ. Càng xua đuổi con càng thấy mệt và không thể quên được. Ăn cơm chùa thấy mình có lỗi, mà ra đời thì không thể được, xin sư phụ giúp con. Con thật sự bị bích lối. Này đúng là bí luôn á, chứ bích gì nữa. À, nếu có gặp được tôi thì hai người nên gặp. Tôi có cách. Cho tiền đủ để làm đám cưới. Ông đừng nói nghiêm túc vậy nè. Tại vậy là hết gỡ rồi. Khi mà chúng ta động tâm mà ít ít á thì có thể gỡ được, có thể sám hối được, mà tới cái này quên ăn bỏ ngủ rồi thì là thua. Một là chúng ta trực tiếp đối diện với nhau để nói chuyện, nếu đó là cái người mà mình cảm thấy thân. Và chúng ta phải nói chuyện một cách nghiêm túc. Ví dụ nha, này không phải khoe, nhưng mà đây có một cái ví dụ chuyện thực xảy ra trong cuộc đời. À, đâu có khoảng năm, cũng năm chín mấy, cũng mới ra đây rượu rì. Cái chiều đó thấy lá thơ lọt vô trong phòng, viết chữ đẹp lắm, lật ra coi. Thầy yêu. Và dài dài là con không thể nào quên được ngoài. Ngoài số điện thoại con xin thầy liên hệ. Liên hệ liên. Được, người ta yêu mừng quá trời luôn. Mời xuống nói chuyện nghiêm túc, ngồi nói chuyện nghiêm túc. Bây giờ dòm thẳng mặt tôi, cái yêu cái gì nói đi. Nó đàng hoàng, cái yêu cái gì. Bây giờ cái chuyện yêu là chuyện rất là tốt, coi như tôi đón nhận cả hai tay với cái tình cảm thương yêu này, không có từ chối và không xem đó là việc xấu. Mà chưa bao giờ tôi nghĩ ai yêu ai là xấu. Trong đời của tôi là như vậy, cho nên tôi ủng hộ. Ủng hộ. Và bây giờ nếu như mình yêu một người thì mình muốn người đó làm sao? Muốn người đó thành công hay muốn người đó thất bại? Trả lời rồi yêu tiếp. Trả lời rồi yêu tiếp. Nếu như muốn người đó thành công và người đó thực hiện được ý nguyện của người đó, và mình bảo vệ lý tưởng cũng như bảo vệ sự nghiệp của người đó, thì mình mới được gọi là mình biết yêu. Còn mình yêu người đó mà để cho người đó thất bại, người đó sẽ thực hiện theo cái tham vọng của mình, thì mình yêu hay là mình muốn hại người ta? Nói đi, giờ muốn cái gì? Muốn cái gì? Nói dạ con cũng muốn thầy thành công, con cũng muốn thầy tu tốt. Muốn thầy tu tốt thì ủng hộ thầy tu, chứ không có được có ý khác. Tôi cho yêu thoải mái đó. Nhưng mà yêu làm sao để cho đừng có bị ảnh hưởng tới cái việc tu của tôi, đúng không? Tôi giờ tôi muốn tu và tôi muốn yên ổn để tu đó, thì cứ xử kiểu đó, hai người đối diện nhau coi mình yêu kiểu gì, phải không? Đó là cách. Nếu mình yêu mà làm cho người bản thân mình phải bị sụp đổ thì có phải yêu không? Bản thân mình còn không biết thương mình, nó làm cho cái chuyện, cái lý tưởng của mình bị hư đổ mà yêu gì? Mình giữ mình không được mà mình đòi yêu người khác, nó dốc, nó là gạt người ta rồi. Trừ trường hợp là tôi quá yêu tôi quá hạnh phúc rồi, tôi hạnh phúc vô biên, cho nên tôi gặp ai tôi cũng muốn chia sẻ hạnh phúc của tôi. Và tôi yêu người này, tôi muốn cho người này hạnh phúc nè, đúng không? Thì đó mới được gọi là yêu. Chứ còn giờ nó yêu mà bây giờ con dằn vặt tôi không được, bất an yêu vậy? Yêu không có chuyện bất an, yêu là hạnh phúc liền, thì đó mới là yêu. Và tình yêu có mặt ở đâu thì nơi đó sẽ tốt đẹp ở đó, sẽ được xây dựng tốt đẹp cho cái người mình đang yêu. Bây giờ cái người mình đang yêu họ cũng là người tu nữa,
và họ muốn thành thánh trong đời này. Thì bây giờ mình nên bán mạng để cho ông này thành thánh đi thì mới yêu á. Ở đó là tôi ủng hộ hai tay luôn. Còn yêu thì bây giờ không cho ông tu, yêu muốn ổng gần gũi mình để thành phàm tục, vậy đâu phải yêu đi phá hoại cuộc đời của người ta, phá hoại mình và phá hoại người khác, thì đây không phải là yêu. Cho nên là nói vụ yêu là hiểu lầm rồi. Hiểu lầm thì nói tôi sẽ giảng cái bài yêu lại. Cái người mà khi yêu người khác á, thì nhất trong cuộc đời của mình còn lại là điều muốn cho người yêu mình được hạnh phúc, đúng không? Không có chuyện khác xảy ra trong cuộc đời của mình. Cho nên lý tưởng của họ cao đẹp là chúng ta ủng hộ 100%, chứ không có vụ bớt phần nào đó. Mình phải hy sinh tất cả những cái gì của mình để làm thành cuộc đời có cái người mình yêu, thì đó mới là tình yêu chân chánh. Còn không thì đều là gạt nhau. Nghĩ lại đi, có phải không? Bây giờ người lại yêu ông thầy, các thầy phải ra đời sống với tôi, đâu phải là rủ ông thầy ra đời, chứ không phải yêu. Yêu là muốn thầy tu ngon hơn lúc trước. Trước khi có mặt tôi thầy tu 1, bây giờ có mặt tôi thầy tu 10. Đúng không? Tôi yêu thầy tôi sẽ ủng hộ, tôi lo lắng cái này. Thầy muốn tu kiểu gì tôi sẽ ủng hộ kiểu đó. Và thầy tu muốn nhập sắc đi nữa tôi cũng sẽ lo cho suốt cuộc đời của thầy tu. Miễn thầy tu tốt hơn, thầy sống hạnh phúc hơn và thầy thành đạt hơn theo lý tưởng mà thầy muốn là tôi thỏa nguyện rồi. Thì vậy mới có thể chúc mừng cái tình yêu này. Còn này không chúc mừng được. Đáng lý là tôi sẽ uống ly rượu chúc mừng sẵn sàng nếu quý vị yêu đúng và sẽ ủng hộ. Nói chơi chứ không phải cho tiền đám cưới mà sẽ có cách. Còn như vậy thì hư rồi. Mới có một chút xíu làm hư mình rồi, là mình đã định hướng sai, đã theo đuổi một cái điều không phù hợp cho bản thân mình, chứ đừng nói cho người kia. Mình là người đang tu, tự nhiên cái giờ mình tu không được do dướng vô cái tình cảm này. Mình tự hủy hoại cái lý tưởng, cái cuộc đời tu hành của mình, hủy hoại cái tâm nguyện tốt lành của mình, hủy hoại bao nhiêu cái tình mà thiên hạ đang gửi cho mình, bao nhiêu Phật tử đã ủng hộ cả đời này của mình. Bây giờ mình hủy hoại hết hoàn toàn rồi, mình thấy đúng hay sai? Phải tự thấy sai, lo sám hối, lo lại Phật đi. Bây giờ là với cái phương pháp của tôi để điều trị cái bệnh này là mỗi một ngày, một đêm lại 1080 lại. Và ăn số 7 là đúng 8 tháng, không có 4 tháng mà phải 8 tháng. Thầy bảo đảm là người hết. Mỗi miếng cơm lứt mối mè nhai 30 phút mới được nuốt một lần. Và ngày uống nhiều nhất là ăn xị nước. Đó là bài thuốc của tôi để trị bệnh này, nếu muốn hết. Rồi qua câu hỏi kế tiếp à. Kính bạch sư phụ, con nghe pháp sư phụ giảng mà tâm xấu bên trong của con nó nổi lên, con rất khó chịu. Con mong muốn tâm con được trong sạch hoàn toàn, con phải làm thế nào để thanh lọc được tâm của con? Bây giờ xấu kiểu nào mới được? Ví dụ như giờ đang ngồi nghe tôi giảng đây, nếu có mặt ở đây đứng dậy chửi đại đi. Ghét cái gì thì cứ chửi câu đó ra, tức là mình sổ ra nó mới hết. À nó lạ vậy, cái gì mà nó ứ mình sổ cái nó sạch à. Còn không là bây giờ mình thực sự là phải lại Phật sám hối để phát khởi cái lòng kính tin Tam Bảo, phát nguyện trước Tam Bảo. Mình nguyện kể từ giờ phút này mình sẽ kính tin Tam Bảo một cách tuyệt đối. Tất cả những cái lỗi lầm, những cái sai trái trước đây, nghĩ sai quấy đối với Tam Bảo, nghĩ sai đối với Tam Bảo là do cái nghiệp chướng, nghiệp báo của mình. Mình nhận đó là cái điều xấu, quyết lòng mình sẽ bỏ, thì mình sám hối thời gian nó sẽ hết. Trời ơi, quá trời luôn á. Chưa trả lời được 1/10 nữa rồi, xíu nữa rồi. À, bước qua cái câu hỏi. Thưa Thầy, nay con đang ở mùa hè ở miền Nam, nắng mưa nhiều, miền Bắc, miền Trung thì nắng gai gắt, gió lào khô hanh. Chúng con nên ăn gì, uống gì trong mùa này để có được sức khỏe tốt cho hiện tại và phòng bệnh cho mùa sau, tức là mùa thu? Là ăn cái là mùa hè mà uống nước lạnh nghe nó đã khác liền tại chỗ đúng không? Nhưng mà sau đó nó sẽ khác nhanh hơn. Do đó mùa hè là phải uống nước nóng, tuyệt đối không được uống nước lạnh. Uống lạnh nó làm âm quá, nghĩ là cân bằng chứ không phải. Mùa nào cũng nên uống nước ấm. Thì mùa này những cái loại, ở đây chúng tôi không có làm cái trà gì ta, củ sắn dây á. Nếu mà có cái trà củ sắn dây uống trong mùa này là tuyệt vời nè. Nếu mà ai có cứ làm đi. Cái củ sắn dây của mình nó sắc ra phơi khô rang làm trà uống thì mùa này tuyệt vời nè.
cũng nấu nước rồi ra trà uống thôi, cũng thơm thơm, không thì trà củ sen cũng được. Mùa này trà băng chai cũng được, trà băng chai trước đó nó cân bằng, nhưng mà nếu mà mùa này có trà, trà sáng dây uống tốt nhất đó. Nói về trà, nếu chúng ta không ăn ngọt, lạ lắm nha, bây giờ thử mùa hè này dễ thử lắm rồi. Bữa nay cũng trời nắng, và chúng ta ăn xong chúng ta ăn ly chè đi đại khái, chúng ta ăn ly chè lạnh luôn cũng được nữa. Và chúng ta thử đi ra nắng đi, cái da của mình nó bị rát kỳ lắm, nó nóng bức khó chịu lắm. Cũng mặc đồ cụm màu mới biết nè, ví dụ chúng ta mặc mùa này thì ra đường mặc màu vàng thì bị nóng rồi, màu nâu 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 cũng bị nóng. Mà xanh lam mùa này đi ra đường là tốt nhất. Cũng ăn bữa cơm như vậy, nhưng mà chúng ta ăn nhiều đồ ngọt, đi ra nắng rồi nó nóng rít khó chịu vô cùng. Và bữa nay chúng ta ăn hoàn toàn không có nêm đường, đi nêm muối, và chúng ta ra đường đúng giờ đó, nghe cơ thể mình nó sẽ không bị nóng như vậy nữa. Thử đi sẽ biết cái điều này. Cho nên mùa này mà ăn ngọt là thất bại rồi, ăn uống lạnh là thất bại. Thế vậy mà mùa nắng mà ăn ngọt và ăn trái cây lại là thất bại. Bị nóng bức khó chịu mà gây bệnh. Có nhiều khi mình khát quá mình ăn trái cây trừ cơm hay gì đó, ăn nhiều trái cây thì cũng không tốt. Mùa này nói là cấm trái cây thì thật sự nó không phải, tại mùa này trái cây đồ chua cũng nhiều. Nhưng mà trái cây có dám ăn thì cũng phải dám để dành tiền bỏ ống để trị bệnh chứ không có đường nào khác nữa. Ăn trái cây gần như là tôi thấy không có tốt đường nào. Thật ra là mùa này nên ăn cái loại rau, nếu mà nắng quá thì chúng ta ăn rau lá lớn một chút. Mùa này nè, ăn rau lá lớn được. Nó lớn là lá gì? Rau mồng tơi nè, cải nè, lá to đó. Cái dịp đục tố nó sẽ chuyển thành huyết cầu tố. Mà mùa nóng này thì cái rau lá lớn nó âm, nó âm cho nên nó cân bằng được với khí hậu này. Nên được ăn rau, thậm chí là được ăn canh rau, ăn rau nhiều hơn so với mùa khác. Đơn giản như vậy, mùa hè chỉ được cái là ăn đồ âm là ăn rau thôi. Chứ còn tôi thấy là không nên ăn có đường, không nên ăn trái cây và không nên uống nước lạnh. Đương nhiên là mình ăn cơm nước với món rau xào, rau luộc hoặc là nấu canh cũng được nữa. Nếu mà bữa đó mình cảm giác mình dương, có nghĩa là mình đi phân mà nó chặt quá, thì ăn rau nhiều nó sẽ âm. Nhưng mà có một cái loại, một loại mà có thể ăn tốt hơn hết là rong biển á. Rong biển tuyệt vời nhất. Quý vị nấu canh bỏ mấy miếng á, bữa ăn của mình thì chắc cũng khoảng hai bàn tay rong biển của mình á, miếng rong biển hoặc là phổ tay xanh xanh á, hai bàn tay là hơi bị nhiều á, chỉ ăn hai bàn tay là được ăn bữa trưa, còn bữa sáng bữa chiều thì cũng không nên ăn. Và chúng ta hoạt động ngoài trời trong cái mùa này mà mình thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời á, thì nên ăn màu xanh nhiều một tí. Thì cái dịp đục tố đó nó sẽ cân bằng được khi chúng ta ra ngoài nắng. Còn nếu như mà cũng là mùa hè này mà chúng ta ngồi trong mát mà ăn nhiều rau xanh cũng không tốt. Cho nên nếu mà ở trong mát thì cũng vẫn ăn rau xanh, nhưng mà hạn chế lại. Còn nếu vận động ngoài trời thì được quyền ăn rau xanh, ăn thêm món. Đơn giản ăn món, hai món gì đó cũng được. Miễn làm sao đừng để bị đi phân nhão, và đừng có để đi tiểu quá 3 lần của người nữ, 4 lần của người nam, là xem như chúng ta giữ được cái cân bằng của mình. Thưa Thầy, bây giờ đang là mùa mưa, nhiều người mưa không ưa, gió không ưa, dễ bệnh cảm, sổ mũi, hắt xì. Và mùa này xin Thầy hướng dẫn cho chúng con cách phòng ngừa và cách hóa giải nếu chúng con bị nhiễm mưa đến cảm, sổ mũi, viêm họng. Tuyệt đối đừng có dầm mưa. Bất đắc dĩ chúng ta phải bị rớt nước mưa. Thì hồi trước nó có một cái chuyện mà tôi thấy đưa lên cái mạng, cái con gì nó ăn thịt người ta đó, bị nhiễm bằng nước mưa, nó ăn lỡ mà trị không được. Nước mưa bây giờ rất độc. Chúng ta phải thấy là nước mưa là cực độc, chứ không có độc dừa nữa. Bao nhiêu cái khí độc đều thải lên trời hết, và gặp khí lạnh đông lại rớt xuống đây, độc lắm luôn. Những cái chất phóng xạ, những cái khối công nghiệp đủ hết rồi. Cho nên 100% phải tránh mưa. Nếu như bất đắc dĩ phải bị mắc mưa thì là về tới nhà, chuyện đầu tiên là phải xối nước nóng lên người mình, tắm nước nóng, nấu một ấm nước nóng. Hoặc là nếu chúng ta có dòi sen mà nước nóng thì phải tắm liền ngay tức khắc. Mắc mưa phải tắm nước nóng liền, rồi nói gì đó sao. Về tới nhà là cái chuyện đầu tiên phải đi tắm nước nóng đó đã. Rồi xong rồi á, chúng ta còn ăn sắn dây trùm bền để hít
thở tống cái nước lạnh ra thì sẽ không bị cảm. Có nghĩa là mình chặn cảm bằng cách là tắm nước nóng xong rồi ăn một sáng dây và ngồi hít. Hít thì có chỉ rồi đúng không? Chúng ta hít thật căng cái ngực, ém xuống cho thật cứng cái đan điền, chúng ta nhíu hormone, dừng đó, nhíu hormone chừng khoảng 15-17 lần trở lên. Mà mỗi lần nhíu chúng ta nghe khí nó bơm lên gần như tới đỉnh đầu, kéo thẳng cột sống và hả họng thở, thở hót bụng lên, cho tới khi mà nó ho sặc là tuyệt vời. Tức là nó tống cái hàn khí trong phổi ra. Và nếu như bây giờ mà mình tắm rồi, mình uống một sáng dây mình thở nó không ho là coi như mình hết bệnh rồi. Nhưng mà ra mồ hôi ghê lắm, còn thở mà còn ho thì phải tiếp tục thở cho tới khi nào mình ép bụng, ép phổi mà nó không còn sặc ho nữa thì mới gọi là hết cái hàn khí và phổi mình mới tốt được. Cho nên đây là cái cách mà nếu chúng ta làm được cái điều này không bao giờ bệnh xảy ra. Dù là trước đây thể trạng chúng ta rất là yếu, hở là bị cảm do mắc mưa, nhưng nếu chúng ta làm như vậy là không bao giờ bị nữa. Thưa Thầy, con có mua sữa bột, ông Thầy công thức mới, sao bột nó cứ vón cục chứ không như những loại sữa khác. Đối với chị tại sao đây, ai biết đứng là nói thử. Thưởng tiền. Quý vị thấy cái sữa mà sợp sợp mà bỏ như nước nó tan liền là cái gì phải không? Cái bột chống vón á, bỏ lên cân, ví dụ như múc muỗng sữa của tôi và múc muỗng sữa kia cân, thì trọng lượng của sữa kia bằng 1/3 của mình thôi. Ví dụ như một muỗng sữa mình 300g thì nó chừng 100 thì vậy là cái lượng bột chống vón quá lớn luôn, khiến cho cái bột nó sợp sợp á. Và bột chống vón là hóa chất, nên biết điều này rất là nguy hiểm. Còn cái bột của mình là sai mấy cái bột cốt lõi, cái trọng lượng nó nặng lắm. Cái bột thật là không có hóa chất, không có bột chống vón là nó thật, và không cách nào mà nó không vón cục, nên biết điều này. Thì vậy là cái cách phấy là sao? Tôi chỉ rất là rõ trong cái hộp. Đầu tiên là mình sử dụng nước lạnh, một muỗng, một gói sữa đó, rồi bỏ khoảng muỗng canh hoặc là hai muỗng canh bột, hai muỗng canh nước, chúng ta tán cho nó tan bột ra. Xong rồi chúng ta đổ từ 250 cho tới 300ml, bắt lên bếp phấy tan thêm cái nữa ha. Rồi mới bắt lên bếp phấy vừa sôi bùng thì bột chín. Vì thứ nhất là cái bột này chúng tôi phải nói là say sống. Cái nhiệt mà ra cái bột mà tôi đưa tay vô tôi bóc ra là thử đo cái máy nhiệt độ là nó không vượt quá 35 độ. Có nghĩa là sống hoàn toàn cái bột này. Cho nên vi sinh khoáng tố còn rất là nhiều, bột là rất là bổ so với trước. Và ai mà mua sữa bột múc đổ ra ly chỉ cần xối nước sôi là nó tan thì nên mừng hay nên sợ? Dân dưỡng sinh nên biết khỏi trả lời. Tôi mà sữa cái bột mà cứ bỏ vô nó tan không kịp quậy luôn. Thấy mà cái vụ dính dính thì tôi bực lắm, bao giờ tôi uống được bột gì mà bỏ vô quậy cái rẹn cái nó tan, trời sướng dễ sợ, mùi thơm vô cùng. Nhưng mà uống đi rồi biết hóa chất nhiều hơn là bột thật. Thì nếu mà muốn có sức khỏe thì nên ăn những cái gì mà nó có cái gì nó kiểu mọc mọc. Của mình là gần như nó còn mọc hoàn toàn, nó không có cái, đương nhiên là nó sai, nó có một tính công nghiệp tí nhưng mà nó rất là mọc. Và cái gì còn mọc thì còn gần với thiên nhiên. Nên biết điều này mà phải coi cái bột nào như thế nào, chứ nếu không sẽ mình sẽ có sự hiểu lầm. Không phải tôi không biết, gần như là tôi cũng phải thử hết tất cả các công thức, phải nói như vậy. Tại vì hồi đó cũng lần đầu tiên mà làm sữa bột thì tôi tìm tất cả các công thức sữa, những cái cách, cái phương cách làm, và tôi thử rồi xong tôi cân cái bột nguyên si của mình muỗng nhiều gram, bắt đầu tôi thử 20% tăng lên tới 40%, tăng lên 60%, tăng lên đến mức độ mà bỏ vô nước nó tan á là gần như chiếm tới 60-70% trở lên cái bột chống bón á. Ghê không? Cái bột thật mình chỉ còn có 30% thôi nó mới đủ gọi là sộp. Quý vị thấy cái sữa không? Cái sữa là chúng ta đụng cái muỗng vô nó gà xào nó gà sộp chứ không bao giờ nó vón cục được đó. Bột chống bón mà. Mà chế ra cái đó là nó chống vón cục mà. Trời ơi. Và chính vì thử cái đó tôi rất là sợ uống. Từ đó thì sao là không bao giờ tôi dám uống sữa mà đã chế biến ở ngoài. Phải nói thật lòng. Vì điều này tôi đã từng làm. Và cuối cùng quyết định là làm mộc, không có làm theo công nghiệp. Chứ còn nó rẻ tiền lắm.
Ví dụ như cái nguyên liệu mà 1 ký bột thì mình nói giá Việt Nam thì khoảng 100 ngàn đi, thì cái bột chống vón nó lại có mấy chục ngàn à, rẻ bằng 1/5, cho nên người ta pha nhiều thì lại lời nhiều, mà lời nhiều thiên hạ lại rất là thích, là để bỏ vô tan không có cực khuấy miếng sữa gì đâu mà ngồi khuấy cà cạch đúng không? Trong khi sữa kia người ta chỉ đổ ly khuấy rẹt rồi uống xong không có gì dính, không có lợn cợn dính miếng ly sướng gần chết. Nên biết chúng vậy, để mình gặp cái gì mà nó tiện dụng là phải coi lại coi tiện dụng đó là lý do gì, mình phải hiểu hết đi. Mà đôi khi có hỏi tôi mới nói chứ tôi không có dám đụng tới mấy cái chuyện này, này là lý do là người ta hỏi tôi nói thôi, nhưng tôi không dám bôi xấu ai. Lý do có hai cái rõ ràng, cái loại mà nó không vấn cục thì tôi dám ký giấy 100% là hơn 50% bột chống vón, hơn phân nửa nó mới không vón nha, dưới phân nửa còn bị vón. Tại vì tôi đã làm rất là nhiều chục lần trong đời của tôi, trong tất cả các công thức sữa tôi phải thử. Và cuối cùng quyết định là mọc 100%, xài bột gì để bột đó xài, không bỏ cái gì vô hết. Thì đó là lý do mà bột của mình nó bị vón cục. À, thì hiểu cái kiểu nhà quê đi, mình ăn kiểu mà mọc mọc thì nó yên ổn một chút. À, bột dinh dưỡng cao cấp không ngon bằng sữa, tại sao vậy? Xin thầy hướng dẫn cách nấu. Cách nấu thì giống nhau, bột dinh dưỡng cũng như cái sữa, nhưng mà cái công thức nó có khác nhau. Và tại sao phải bán hai loại bột này? Vì sữa nó béo hơn. Sữa béo hơn thì những người bệnh nan y như là ung thư rồi không có dùng được, những bệnh đau nhức khớp rồi không có dùng được, tại người bị đau nhức là đầu béo không có thể xài được, những người bị khối u đầu béo thì nó không có tan khối u, cho nên phải làm cái loại bột này. Thì bột này dành cho những người mà gọi là sức khỏe yếu, tại dinh dưỡng nó rất là cao và cái vị nó cũng hơi nhẫn một tí. Nhẫn gọi là gì? Đắng là dương. Thật ra mấy bệnh âm có thể uống được, nên hai công thức khác nhau hoàn toàn. Cho nên bệnh gì cũng có thể uống được và người nào cũng có thể uống bột được. Nhưng đối với sữa thì những người bị bệnh ung thư là không sử dụng được vì cái lượng béo. Và nếu có khối u thì uống sữa nó lại không có liền. Những người bị ho, có đàm thì đồ béo nó lại không có tốt. Đó thì nó cũng hạn chế. Thì những người mà không có bệnh liên quan tới bao tử nè, những người bệnh nan y, ung thư nè, thì có thể uống sữa được. Còn nếu có bệnh đó thì nên uống bột hơn là uống sữa. Bột thì đa phần ai cũng có thể uống được, già trẻ bé lớn đều uống được hết. Sữa cũng vậy, già trẻ bé lớn đều uống hết. Phải kiêng một số những bệnh liên quan tới béo, ví dụ bị gan, rồi bị bệnh nan y, khối u thì không nên uống sữa. Bị ho, có đàm là không nên ăn uống đồ béo. Con trai con 3 tuổi trước đây cho nó uống sữa công thức, giờ con nghe bài giảng của thầy về công thức mới và con muốn đổi cho bé uống sữa của thầy, nhưng do cháu quen uống sữa kia ngọt nên sữa của thầy bé không có chịu uống. Vậy chúng tôi có thể cho bé uống sữa thầy mà pha thêm đường và sữa có được không? Hay có thể lấy chuối chín nấu chiết xuất nước ngọt đó pha với sữa được không? Thật ra không phải tôi không biết là nít uống không được, tôi biết rành lắm. Nhưng mục đích của mình chế ra sản phẩm để làm cái gì? Vì sức khỏe. Và nếu nói con nít mà uống sữa của mình thì nó sẽ thông minh, và bỏ đường vô thì nó ngu, tùy mình. Muốn cho con mà nó ngu hay thông minh là cái chuyện của mình. Nói cho người già mà uống không có đường á thì cái đầu óc nó sẽ minh mẫn, không bao giờ bị lẫn. Nhưng muốn người già lẫn thì có sữa thì bỏ đường vô, vậy thôi. Thì nó là tùy chọn, thức ăn tùy chọn. Rất là cái mà tôi đưa ra là cái tôi đã tính toán tới cái lợi ích cho sức khỏe mọi người. Còn mọi người thêm thắt là quyền của mình. Còn không thì dụ từ từ, bằng cách là bây giờ chúng ta sẽ thử cho nó muỗng cà phê đi, đại khái là muỗng cà phê cho 1 ly sữa. Sau đó vài ban ngày chúng ta bớt 10%, còn 9 phần. Vài ban ngày chúng ta bớt 2%, còn 8 phần. Vài ban ngày chúng ta bớt 3%, còn 7 phần. Cứ bớt dần dần dần, cái hồi cái nó uống hỏng đường nó không hay thì bắt đầu cho nó uống hỏng đường luôn. Đó là cách khéo léo nhất của mình. Giảm vậy là nó không hay đó, giảm vậy là nó uống được. Con được biết là muốn hấp thu canxi phải phơi nắng 15 phút trong khoảng từ sáng tới 10 giờ hoặc là 3 giờ chiều. Nếu không phơi nắng thì dù ăn có đủ canxi vẫn hoài công uổng phí, có đúng không thầy? Vì con thấy những người lao động ngoài nắng rất là khỏe. Thật ra nó cũng là lý thuyết. Đương nhiên là cái khả năng sản sinh canxi là một phần được hấp thu ánh nắng ở bên ngoài, một phần ở thực phẩm. Nhưng mà phần quan trọng là sự chuyển hóa của cơ thể.
Dù chúng ta ăn chất không có canxi nhưng mà cơ thể chúng ta khỏe nó cũng đủ chuyển hóa thành canxi. Còn nói mà cái chất để ăn nhiều canxi nhất trong dưỡng sinh của mình là cái gì? Mè. Mè canxi nó gấp 4 lần hạt chia. Hạt chia nó gấp 6 lần sữa bò. Thì như vậy là mè nó gấp 20 mấy lần sữa bò rồi. Cho nên những bà mẹ mà theo phương pháp dưỡng sinh tôi bắt phải nhai cơm lứt với mè nhiều trong giai đoạn cho con bú, thì đứa nhỏ nó phát triển canxi xương lớn cao, và sau khi mà nó nhai được thì trong cháu tôi bắt bỏ một lần cả muỗng canh mè ở trong đó. Và đứa nhỏ 5-6 tuổi nó cao tới 1m2, 1m3 bình thường, y như tây luôn, và không sợ thiếu canxi. Và giai đoạn mà ăn để mà cung cấp canxi tốt nhất cho các bà mẹ mang thai là từ tháng thứ 6 trở lên. Tháng thứ 6 là tháng mà mấy đứa bé nó hấp thụ canxi rất là mãnh liệt. Nếu mà mẹ không cung cấp là nó lấy xương của mẹ. Cho nên những bà mẹ mà tới thời kỳ mãn kinh hay bị bệnh loãng xương á, thậm chí mỏng xương luôn, là giai đoạn từ 3 tháng cuối cùng không có đủ thức ăn để cung cấp canxi cho con mình. Thành ra là tôi kêu những người đó là phải ăn cái gì? Cốm nước rang trộn với mè rang không muối thật là nhiều. Thì đứa bé sanh ra xương nó chắc nịch mà bà mẹ không sao hết, mẹ không bị ảnh hưởng nhiều. Thì vậy là món mà nó có thể cung cấp được cái lượng canxi và không có sợ cái phản ứng phụ là cốm nước rang với mè rang không muối. Còn bình thường nếu mà trong ngày chúng ta có được một chén cơm lứt và có khoảng 4 cho tới 8 muỗng cà phê muối mè thì nằm ngủ đi, ai thiếu canxi nhiêu tôi thường tiền hết rồi. Nhiêu đó thôi à, không cần nhiều đâu. Chén cơm lứt và từ 4 cho tới 8 muỗng cà phê muối mè cho mỗi ngày. Tôi không phải nhà khoa học nhưng mà tôi biết tôi tính tới cái độ đó tôi bảo đảm đủ hết. Nếu mà ngày mình ăn bình thường tới 2 chén cơm và 8 cho tới 10 muỗng cà phê muối mè thì thôi, suy nghĩ gì vậy, tới canxi mất công mất khỏi đi. Chúng ta làm việc trong mát cũng làm việc ngoài nắng là không bao giờ thiếu. Còn những cái phương pháp khác, những lý luận khác mà nó không bàn, mình muốn nói chuyện của mình. Và cứ thử. Tại vì từ cái năm mà tôi bắt đầu nói về phương pháp này thì tôi tiếp xúc với những người bị loãng xương nhiều nhiều lắm chứ không có ít. Có những người đưa tờ giấy ra, trong giấy tờ loãng xương độ 3, độ 4. Tôi nói nếu như 120 ngày quý vị mà đo lại xương không có trở lại, nếu ăn theo pháp đúng cách của tôi đó nha, hướng dẫn là phải ăn cơm nước với mè, rồi ăn cốm nước rang với mè rang, uống nước đậu đỏ rang, gạo nước rang với số cái cây thuốc nam, 120 ngày đo mà xương không trở lại bình thường thì tôi thường tiền nha. Hồi xưa giờ bệnh loãng xương là tôi sẽ phải nói là có nhiều kinh nghiệm lâm sàng, có rất là nhiều kinh nghiệm lâm sàng về cái bệnh loãng xương này. Mà hay lắm, ăn mà nói là về canxi để mà làm cho xương vững chắc, không bị bệnh loãng xương, nhất là những người nữ mà tiền mãn kinh á. Có rất là nhiều dấu hiệu của những người nữ tiền mãn kinh. Nếu mà chúng ta không khéo thì người nữ bị loãng xương là rất là đông, cái số lượng rất là đông. Thành ra là ở cái độ tuổi mà từ 40 bốn mấy trở lên là chúng ta phải thường xuyên ăn muối mè với cơm và nên tập nhai cốm lứt với mè. Để tới qua cái đoạn tiền mãn kinh là cái chuyện mà loãng xương không có nữa. Và một số cái dấu hiệu khác, ví dụ như trầm cảm. Cũng có một số người phụ nữ ăn uống rất là bình thường, ăn bình thường thôi chứ không biết dưỡng sinh, nhưng mà tới thời kỳ tiền mãn kinh bị rất do trầm cảm. Có người người bị rất do tiểu đường, vân vân. Một số những cái bệnh mà gọi là tiền mãn kinh xảy ra, thậm chí có khối u trong tử cung nữa. Và qua giai đoạn tiền mãn kinh, nếu mà đang uống sinh hoạt tốt thì khối u đó nó tan biến, còn không thì bắt đầu nó lớn lên, nó chuyển thành ác tính nhiều lắm. Cho nên là nói về cái ăn uống là chúng ta phải rất là khéo léo, càng lớn tuổi chừng nào nên càng kỹ chừng đó. Còn nói về canxi thì quý vị chỉ cần ăn cơm lứt muối mè hoặc là ăn thêm cốm nước rang với mè rang đi, không ai thiếu đâu. Thưa thầy, sữa bột dinh dưỡng cao cấp mới con uống hợp quá, uống thấy ngon khỏe và thấy thèm hoài. Xin thầy cho con hỏi một ngày tối đa chúng con có thể uống bao nhiêu để đảm bảo không bị âm. Thật ra cái sữa này nếu mà nói về cân bằng là tôi đã tính toán tới cân bằng, và thực sự là nó hơi dương hơn. Nói sữa hơi dương hơn thì không ai tin, nhưng mà trong cái bảng phân chất thì cái lượng kali trên natri rất là cao, kali tương đối cao. Và trong cái hộp sữa thì tôi có ghi một gói là bao nhiêu á, hiểu không? Thì quý vị sẽ cộng lại mấy gói vừa đủ với mình, ví dụ như là cái lượng kali bao nhiêu, natri bao nhiêu, canxi bao nhiêu trong một gói đó, cái lượng hydrat carbon đạm bao nhiêu trong một gói đó, thì quý vị sẽ cộng lại. Và tôi thấy hình như là ba gói là đã đủ, cũng không uống được quá ba gói. Nhưng mà trong giai đoạn này tôi thử thì tôi đã thử rồi, nhưng mà không có liên tục, thành ra mình không có dám nói.
Trong lúc mà làm cái công thức sữa này là một lần là hỏi ông thầy thị giả là 8 ly. Hôm này miếng để xuống, hôm miếng để xuống, hôm miếng để xuống, hôm qua hôm lại hồi hết 8 ly. Không được, qua ngày hôm sau thử cái mới. Và thường thì tôi như vậy là tôi coi nghe cơ thể mình là sau khi uống hết 8 cái ly đó thì sẽ không uống nước gì vào, để coi nó có lên đàm không có đã. Cái thứ hai là có nhiều đêm vẫn không súc miệng, để coi sáng nó có bị chua không có đã. Và hai điều này không xảy ra. Thì tôi tự biết sữa tôi tốt, tôi không cần nhà khoa học nào vô đây phân tích và đưa đi phân chất để lấy cái kết quả kiểm nghiệm của cái chỗ SRS của Thụy Sĩ thì họ cũng công nhận là tốt. Như vậy là cũng nên uống nhiều cũng vậy. Nhiều nhất là một ngày chắc ba gói à. Ba gói là vừa chứ không nên uống nhiều đâu. Thưa thầy, con có chị bạn lâu ngày gặp lại nay thấy giả chị ấy đẹp. Con hỏi chị ấy làm sao, chị ấy bảo là uống thải độc gan quậy đà. À, và chị ấy mách con khuyên con nên duy trì và uống suốt đời cho đẹp da. Thưa thầy, có uống được suốt đời không ạ? À? Nếu được thì ngày uống được bao nhiêu, và uống cũng ngon nên nhiều khi khát nước và con muốn uống quệ đào thôi. Con cảm ơn thầy. Hôm trước thì mình có nói về dùng quệ đào một vòng rồi ha. Nhưng mà đối với bệnh gan, có những người trong thời gian gần đây, nhưng mà sáng nay có một người tới đây nói là cũng cảm ơn thầy, từ hồi ông xã con bị viêm gan B cũng nhậu ghê gớm, và trong lúc uống quệ đào vẫn còn nhậu chứ không bỏ hẳn. Thì vậy là kết quả mới khám 3 ngày gần đây là đã hết hoàn toàn. Mà tôi hỏi uống mất bao nhiêu lâu? Ông nói nãy thầy thấy mặt ổng rồi đó, ổng uống tới 5 tháng rồi. Tại vì vừa uống quệ đào mà vừa nhậu. Còn nếu như mà bình thường là 3 tháng, bình thường là có khả năng 3 tháng. Và thực sự thì khi mà cái gan chúng ta đẹp, gan thì con của thận, cho nên gan đẹp thì thận theo đó nó cũng đẹp tốt. Và bắt đầu da dẻ chúng ta sẽ được tốt. Mà thận thì con của phổi, cho nên thận tốt thì phổi tốt, và phổi thì khai khiếu ở da. Nó liên vòng tùm lum vậy đó. Thật ra là có những người bị cũng nói thiệt là uống quá liều cái nó thải độc. Xui rủi một cái là nó không chịu đi cầu ra. Thì phải nhắc nhở người đó phải uống thêm phân tử diệp để nó dẫn xuống. Nếu mà chúng ta uống quệ đào mà nó bị nổi lên người, có người chụp hình thấy vui lắm. Cái mặt đúng là bị, nó bị nổi đầy cái mặt đó, thấy ghê, thấy tội lắm. Mà hồi trước thì do không có nghĩ tới cái chuyện nó thảy ra da, thành ra tôi không có giận. Bây giờ cũng nhờ cái trường hợp của người này mà giận tất cả những người uống quệ đà. Mà trường hợp mà chúng ta uống mà hơi bị quá lố. Lố có nghĩa là chắc có lẽ là một ngày uống từ 15 gói trở lên là lố. Người uống ghê lắm. Trời ơi, có một người gì đâu Đà Nẵng, ngày uống 5 lần, mỗi lần 5 gói, tôi nói là giảm phân nửa liền tại chỗ cho tôi. Chứ không thôi có chuyện. À, tại vì đó là cái gì? À, nó là mọc. Mọc là mọc mạnh quá đó, thì nó sẽ hút nước, nó ảnh hưởng tới thận. Đây là quy luật này, con mà nó tiêu tiền quá thì mẹ phải hao của, đúng không? Ra rang nó mạnh, đương nhiên nó làm sạch mạnh quá, cái lực nó làm mạnh quá thì ảnh hưởng tới thận, làm thận bị yếu đi. Và điều này thì ít người biết. Cho nên là đối với quệ đà thì theo tôi là một ngày nhiều nhất là 12 gói. 12 gói là nhiều nhất, tức là một ngày 4 lần, ở 3 lần, mỗi lần 4 gói là nhiều. Nhiều quá rồi đó, cả đó là do bệnh bị chai gan, bị sơ gan nặng quá thì tôi mới cho tới cái liều đó. Và bắt đầu nó giảm rồi là tôi giảm liều xuống là ngày 3 lần, mỗi lần 3 gói là cũng tương đối nặng rồi. Còn bình thường, nếu là không có bệnh thì một ngày 2 lần, mỗi lần 3 gói là 6 gói. 2 lần một ngày thôi, không cần uống 3 lần. Và như vậy thì chúng ta có thể uống lâu, lâu nhất là 4 cho tới 5 tháng. Cũng không cần thiết uống nữa. Khi nào chúng ta thấy cái da mình mà nó giống như nó xấu, hoặc là mình kiểm tra gan không tốt thì chúng ta uống lại, còn không thì cũng không nên uống liên tục. Không có cái gì mà tốt uống liên tục, chỉ trừ ăn cơm liên tục. Chứ còn món gì liên tục cũng không tốt hết đó. À, con bị ung thư dạ dày, con đang ăn uống số 7, uống thuốc theo liệu trình của thầy, thời gian đầu bớt nhiều. Nhưng nửa tháng nay con bị đầy bụng căng trướng lên và thấy sức yếu dần, mà con rất lo lắng, xin thầy từ bi tiếp tục hướng dẫn.
cái một là phải gặp lại coi cái mức độ cỡ nào. Nhưng bây giờ không gặp thì nên bắt đầu sử dụng hai loại. Đầu tiên cái bệnh dạ dày thì đòi hỏi chúng ta sẽ nhai gấp 3 lần của cái người bệnh không dạ dày. Một muỗng cơm bỏ vô miệng, nhai ra nước, ngậm nước, nhai trên 30 phút cho tới 40 phút mới được nuốt một lần. Vì dạ dày đã đau, cái khả năng mà co bóp, nhồi nắng để làm tiêu hóa nó sẽ kém hơn người khác. Đó là cái thứ nhất về ăn. Không nên ăn nhiều món, không nên ăn đồ sống nếu đã ăn rộng. Và bắt đầu sử dụng hai loại. Một loại thứ nhất là cái thuốc tể ở công ty có. Thì thuốc tể là uống sau khi ăn 30 phút. Ngày ăn mấy bữa thì cứ uống mấy lần. Và trong hướng dẫn tôi có hướng dẫn rất là kỹ. Những người uống thuốc tể thì nên coi cái bản hướng dẫn rất kỹ. Tức là 2 ngày đầu uống 1/4 muỗng cà phê là có tí xíu à. 2 ngày kế tăng lên nửa muỗng cà phê, 2 ngày kế tăng lên 3/4 muỗng cà phê. Và 2 ngày nữa một lần mới được uống một muỗng cà phê. Chỉ uống một lần tôi gặp mấy người Phật tử hồi xưa mình không kinh nghiệm, mình cho uống giật nằm mê man mấy ngày tưởng đi rồi, nhưng mà không phải, là do thuốc mạnh quá. Cho nên uống thuốc tể phải rất là kỹ, nhớ là uống thuốc tể để uống no. Còn mật ong Manuka thì ngậm cho tới khi nước miếng ra đầy miệng, bắt đầu nuốt từ từ và ngậm lúc bụng đói, trước khi đi ngủ và sau khi thức. Hai món này được kết hợp với nhau và ăn kỹ thì bệnh ung thư nó sẽ hết. Ăn dưỡng sinh mà bị thiếu máu thì không biết là ăn kiểu gì. Bây giờ gạo lứt nó cũng đã bổ hơn người ta rồi, hơn gạo trắng. Mà nói thiếu máu cho ăn dưỡng sinh tôi không hiểu lý do gì. Nhưng mà thôi thì nếu như bây giờ mình mà không có bệnh nha, bên đây mình nói trường hợp không bệnh thì được quyền ăn một số, uống thêm một số. Ví dụ như cái enzyme, enzyme mà công ty nó có đó, thì mình có thể tăng liều. Tăng liều lên là 2 gói vuông, 2 gói tròn một ngày, uống 2 lần. Hoặc là chúng ta có thể uống cái tảo Ferulina đó. Tảo Ferulina thì uống trước bữa ăn khoảng nửa tiếng, 1 tiếng gì đó. Uống trước, không uống sau. Tảo Ferulina uống trước, mới muốn mập. Còn uống mà không muốn tăng cân thì uống sau bữa ăn. Muốn uống tảo Ferulina tăng cân uống trước bữa ăn. Nhiều nhất là một lần 4 viên. Nếu mà cái loại tảo của công ty đó nha, công ty tôi là thật tình thì khi đi qua Mỹ tôi gặp phải nói là hàng hơn 200 loại tảo ở các nước. Và tôi cũng gần như là cũng không có cái loại tảo nào tôi không mua về uống thử. Mấy người Phật tử đi theo mà quải mấy cái hũ tảo của tôi thôi là cũng mệt luôn. Hôm bữa tôi vô tôi lựa ít lắm là 5 hũ. Không biết tiếng Anh, không biết gì, tôi cứ thấy này đẹp đẹp, lấy bỏ vỏ, đẹp đẹp bỏ vỏ quải về uống. Tôi làm chục bạch, tôi thử tảo trên Mỹ, trên đất nước Mỹ. Nên bữa nào quý vị gặp tôi từ quà, mấy người đi theo vui lắm. Ông thầy ngày nào cũng uống 5-7 loại tảo thử hết. Thì cuối cùng uống cái tảo Hawaii mà ở công ty có. Uống xong cái hiệu quả rồi, xong lại có cái duyên được đi ra tới đó giảng. Giảng đó là ra tới cái chỗ mà cái vùng biển họ khoanh vùng để họ nuôi tảo. Thì cuối cùng mình lấy cái tảo đó, chọn tảo đó. Cho nên tảo đó nếu một ngày uống nhiều nhất thì cũng khoảng 12 viên, chứ cũng không nên uống nhiều. Ở 12 viên nếu trường hợp chúng ta cảm thấy chúng ta bị thiếu chất khoáng, thiếu sắt thì nó sẽ thiếu không còn. Nhưng mà trong tảo nó cái sắc sắc nó cũng ổn, rất là ổn định. Nên mua tảo nó uống thêm, uống tảo tới với enzyme. Hoặc là ăn cơm thêm với cái món teca của mình. Ăn mì cháo mà ăn thêm teca thì đảm bảo nó sẽ không có thiếu cái gì. Thưa thầy, lúa non và gạo lúa chín, gạo nào dương hơn? Gạo sén cù, gạo nàng qua, gạo nào dinh dưỡng cao hơn? Con ăn chay sợ thiếu chất nên không biết là nên chọn loại gạo nào. Trong bảng phân chất thì giữa gạo nàng hoa và sén cù thì gạo sén cù dĩnh hơn chút về dinh dưỡng. Và nếu mà nói về sạch hay không thì gạo sén cù rõ ràng là sạch hơn nữa. Vì gạo sén cù chúng tôi trồng ở miền núi và nước ở thượng nguồn chảy về và trồng bằng phân sinh học thì sạch tuyệt đối rồi. Còn gạo nàng hoa thì tới giờ phút này thì trong các bản phân chất, có bản phân chất gần đây nhất á, cuối năm 2019 đầu 2020 có rồi mà hôm nay chưa có công bố cái bản phân chất đó, thì cũng tuyệt đối sạch. Là tại vì cái vùng nguyên liệu này đã trồng hơn 4 mùa rồi và đất đã tuyệt đối sạch. Đất đã sạch rồi. Nước thì nó cũng gần biển,
Thật ra mỗi năm mà nước ngập lên nó cũng để lại một cái lượng khoáng chất rất là lớn ở trong đất này. Cho nên khi đi phân chất thì cái gạo nàng hoa chín của mình cái dinh dưỡng cũng rất là cao. Nó chỉ thua sáng cù thôi. Chứ so với trong Nam thì chưa chắc cái vùng nào hơn cái gạo nàng hoa. Tại vì cái vùng này nó dùng nước ngập mặn. Và cứ mỗi năm ngập mặn là nó để lại đất một loại khoáng chất, một số khoáng chất rất là cần. Cho nên cái gạo đó nó ngon, nó ngọt và nó dinh dưỡng cao hơn các gạo ở các vùng khác, ở các tỉnh khác. Và chỉ trồng vào Công Đông thôi chứ trồng vùng khác nó lại cũng không được cái điều này. Thành ra tôi chọn cái vùng vào Công Đông để trồng gạo nàng hoa. Thì nó sạch hơn thôi. Giờ là nó đã đất sạch rồi. Đất của cái vùng đó, nguyên liệu đó sạch rồi. Trồng liên tục thì nó cải tạo đất rất là tốt với cái phần này. Mùa này là như tới mùa thứ 5, thứ 6 vậy đó. Ba mùa đất đã sạch rồi mà đã trồng tới mùa thứ 5, thứ 6 thì rất là an toàn cho cái gạo nàng hoa của mình. Còn cái gạo xanh á, thì quý vị biết rồi, cái dinh dưỡng của nó đó, nếu mà so ra thì nó, mấy ông bà nhà xưa mình hay làm cốm dẹp là cái lúa non, chín non còn xanh xanh. Thì cái gạo xanh này là cái gạo chưa thật sự chín. Thì cái lượng tinh bột của nó nếu mà so ra thì nó không có nhiều bằng cái gạo chín hẳn. Nhưng mà cái dinh dưỡng của nó có khả năng vượt trội hơn. Nhưng mà vì sao người ta phải để chín là vì năng suất. Ví dụ như để tới chín là 1 hectare 6 tấn. Nhưng mà gạo non này 1 hectare 4 tấn mấy à. Gạo mà quý vị nhìn thấy cái hộp còn xanh đó thì dinh dưỡng nó cao lắm. Nhưng mà nếu như mà người ta gặt như vậy thì một là năng suất không có. Thứ hai là không để lâu được, tại cái hạt nó sẽ, nó không có, mình có phơi quá thì nó sẽ bị săn, bị teo lại. Ví dụ như mình trà 100 kg gạo già, gạo chín già vàng như bình thường đó, thì nó ra khoảng còn 70-60 kg. Nhưng mà gạo non, gạo xanh đó, gạo chín xanh đó, thì trà ra còn có 50 kg. Nó mất nhiều lắm, cho nên họ không có gặt hái như vậy. Và cái gạo xanh này thì lại trồng lại không có được. Cái mọng của nó vẫn còn non quá, nó không có đủ để có thể nó nảy mầm, để nó có thể nó mọc lên cái mới. Nhưng mà cái gạo này thì trà ăn liền thì rất là tuyệt vời. Trà mà để lâu cũng không ngon. Thật ra của mình thì lại bị cái là do thời tiết, người ta không có chờ chín hết. Ta thấy chín hơn 70% là họ đã gặt rồi. Và hồi xưa thì nó khác, không có bắn tách màu. Bây giờ mình trà ra cái nó bắn tách màu. Thì cái gạo mà chín già nó tách ra riêng, gạo xanh nó được bắn tách ra riêng, mình mới có gạo xanh chứ làm sao là có gạo xanh này mình lựa đâu có nổi đâu. Máy tách màu nó bắn ra. Và là cái đó là hôm nay để chùa ăn thì nhiều hơn, bán thì ít hơn. Tăng đi hôm nay là có ăn cái gạo xanh nó rất là nhiều á. Mấy vị nhập hạ thì cũng đang ăn gạo xanh đó rồi đó. Dinh dưỡng nó cao. Và do cái ảnh hưởng tới năng suất, rồi tới hồi trà đó cũng ảnh hưởng, cho nên người ta lại bán cái gạo xanh nó hơi cao giá hơn. Nhưng mà gạo xanh rất là bổ. À, sẵn đây nói cái vụ gạo lứt hôm nay chưa có công bố vụ này. Này, trong cái chuyện tình cờ thì mới phát hiện ra là gạo lứt quý vị để tủ lạnh đó thì gạo nó sống lại, nấu ăn ngon hơn. Và thứ nhất là không có mọt, để tủ lạnh để được rất là lâu mà quý vị đem gạo ra nấu ngon lắm. Thành ra nếu mà ai muốn trữ gạo mà để cho ăn ngon nên mua nhiều về dục vô tủ lạnh đi để ăn từ từ. Để hoài không có sợ mọt, hồi xưa mình để ngoài mình sợ mọt, cái xử lý kiểu gì mình cũng sợ, nhưng bây giờ bỏ tủ lạnh tại vì tôi vô tình tôi đã để gạo trong tủ lạnh tới mấy tháng mới lấy ra ăn. Thì bất ngờ là nó ngon quá, ngon lắm luôn. Cho nên là bây giờ có chuyện rồi, có gạo là cứ mua trữ tủ lạnh đi, trữ tủ mát đây. Mua một cái gì đó có tủ bự thải gạo vô để giờ ăn cả năm luôn. Không sợ mọt, không sợ gì hết mà gạo nó ngon lạ lắm. Nó cái mầm ở đó mình đem ra mình do mình thấy nó gần như nó muốn xanh trở lại vậy đó, ngộ lắm. Cái gạo kia đi nữa nó cũng muốn sống trở lại. Thì ăn rất là ngon. À, quý vị cũng nên như vậy nha. Với lại hôm rồi mình nói cái vụ nấu lần thứ ba rồi đúng không? Tức là nấu sôi lần đầu 30 phút rồi ngưng 30 phút, lần hai sôi 20 phút ngưng 20 phút. Cái nấu lại lần 3 sôi 15 phút nữa thì gạo nào cũng mềm, ngon lắm. Nấu gạo thì nên nấu lại lần 3. À, con ở Hà Nội bị viêm hang dị dạ dày, trào ngược thực quản, viêm thực quản. Con có xem băng của thầy và có uống mật ong Maruka 400 cộng. Như thầy hướng dẫn có đỡ nhiều nhưng chưa hết. Cho con hỏi thầy có thuốc gì thêm không? Cháu 4 tuổi bị nổi nốt li ti đỏ dưới da lòng bàn tay, ngứa nhất là
rửa tay bằng xà phòng, con ngâm cho cháu nước muối hồng một thời gian đỡ, xong lại bị lại, con xin thầy chỉ cách làm sao cho cháu hết. Trước nhất là với cái bệnh mà trào ngược dạ dày thì ngậm mật ong Maruka là số 1, và chúng ta có thể ngậm thêm cái thứ hai là chanh muối. Chúng ta nghe cảm giác mà nó hay gì, chúng ta ngậm thẳng chanh muối liền đi. Còn mật ong Maruka cứ ngậm bụng đói trước khi đi ngủ, sau khi thức. Và chanh muối ngậm thường xuyên nó sẽ trị được bệnh trào ngược dạ dày nè, là có thể ho, có đàm, tất cả những bệnh liên quan tới bao tử. Chanh muối này là đặc biệt, có thể giải quyết được hết. Lúc chúng ta sình bụng, ăn không tiêu, dầm nó cũng tiêu. Lúc ăn trúng độc mà chúng ta dầm nửa trái chanh muối với nước trà nóng uống, nó cũng giải quyết được. Và lúc chúng ta ho, có đàm, và người bị suyễn. Hồi sáng cũng có người kể là ông xã con bị suyễn, bị giãn nở cái gì đó, phế quản gì đó mà đi đo. Bác sĩ đòi đặt máy thở đủ thứ, nhưng mà ổng cứ ngậm chanh muối, sau mấy tháng thì kiểm tra hết. Người này sáng chưa có phóng sự thì mới ra được cái kinh nghiệm là nó trị được suyễn. Chứ còn hồi trước giờ là mình nói uống cái bài trà bình minh trị suyễn thì có. Bài trà bình minh cứ mỗi sáng mỗi uống thì bệnh suyễn lâu năm nó cũng hết. Cho nên cái việc mà liên quan tới bao tử trào ngược này, ngoài cái ngậm mật ong Maruka ra, chúng ta có thể ngậm thêm chanh muối. Còn đứa bé này không phải tự nhiên nó lỡ mà ra đâu. Gốc coi chừng nó bị gan, phải gặp mặt coi là nó bị gan hay là bị thận. Thận cũng có thể làm cho chúng ta bị nổi mẩn ngứa, và gan cũng vậy. Thì như vậy là một là phải gặp mặt, hai là bây giờ cho uống thử cái quả đà giải độc gan. Trường hợp bé này thì uống có thể một ngày hai lần, mỗi lần hai gói, ngày bốn gói thôi. Nếu không hết thì nên đưa gặp để chúng ta coi trực tiếp coi nó là bị cái gì cái đó. Còn ngậm mật ong bữa tối có bị sâu răng không? Xin thưa là trị được bệnh sâu răng luôn, răng miệng. À, tôi có thử liên tục, không có liên tục nhiều tháng, nhưng mà có thử liên tục khoảng 20 ngày cho tới một tháng, mỗi tối trước khi đi ngủ đều ngậm. Và cái miệng không có hôi. Ai bị bệnh hôi miệng, bị bệnh liên quan tới cái hở, bị sưng nú, bị sỉ mũ, sỉ máu, răng, thì ngoài cái việc ngậm bột đinh ti, ngậm chanh muối cũng ngậm giải quyết được chuyện này. Và cái thứ ba là ngậm mật ong. Mật ong ngậm thì không bao giờ bị sâu răng. Cái ngọt của nó, tại vì nó có cái chất methylioxat, cái chất nó sát khuẩn, cho nên mình ngậm là được sát khuẩn. Trước khi mình ngủ thì cái từ cái răng cho tới cái thực quản của mình là được sát khuẩn. Và mình ngậm cho tới nước bọt đầy miệng mới được nuốt nữa, thì nước bọt mình cũng là một cái loại sát khuẩn nữa. Cho nên là rất là tốt chứ không có xấu. Cái bệnh tiểu đường có uống ngậm được mật ong không? Được, vẫn ngậm được hai lần tối trước khi đi ngủ và sau khi thức. Và có một chuyện này thì chưa được chứng minh nhiều người, thành ra rồi không có dám công bố cho bữa nào bà con ai bây giờ có bị áp huyết cao cũng thử dùm. Trước có cái bà ở xóm ở đây, không biết thực dưỡng gì đâu, không biết nghe đồn đồn Maruka có lên mua đại. Mà bà bị huyết áp cao lên tới 180. Mà hình như vô bệnh viện cũng không hạ, uống thuốc gì cũng không hạ. Bả về bả không có nghe lời mình ngậm lận muỗng cà phê, bả để luôn lần đầu nguyên muỗng canh luôn. Ủa sao tự nhiên các bả nghe cái đầu cũng nhẹ. Và đo huyết áp bắt đầu nó xuống 130. Ngày hôm sau bả uống luôn muỗng canh nữa, cái nó xuống cỡ 130, 120. Điều điều như vậy rồi qua sao tôi nghe nói tôi nói hồi giờ không có được uống lần nguyên muỗng canh rồi, sợ uống ngọt quá đó, không tốt rồi cái uống lần muỗng cà phê. Thì bả uống hết một cái hũ Maruka 400 là tới giờ phút này huyết áp ổn định, chưa có bị lên trở lại. Mấy tháng là 3 tháng rồi. Thì không biết hết hay không, đại là chuyện đầu tiên mình chưa có kinh nghiệm lâm sàng. Trong cái mật ong thì nó không có nói tới cái chuyện huyết áp, mà chuyện là chuyện vô tình. Thì mốt ai có huyết áp thử coi nha. À, con 4 tuổi uống thuốc xỉn đã 3 tháng rồi, mỗi ngày cháu uống 3 muỗng canh với 18 trái khô cửi. Thuốc này uống lâu có sao không? Khi uống là thấy cháu khỏe, ngưng khoảng 3 ngày là thấy cháu mệt lại. Con tính cho cháu uống lâu dài mà không biết có bị ảnh hưởng gì không? Xin thầy từ bi hướng dẫn. Biết uống này là uống gì? Mỗi ngày 3 muỗng canh. 3 muỗng canh gì? Cái bị suyễn nãy mà nói rồi, cho uống cái trà bình minh đó. Cái thứ hai là bây giờ có cái câu kỷ đen, câu kỷ đỏ với sợi hoa nghệ tây. Cái này là tốt cho phổi rồi.
Con khỉ đen thì 10 gram, con khỉ đỏ 15 gram, sợi hoa nghệ tây khoảng 30-40 sợi gì đó. Xong rồi chúng ta bỏ vô cái ly, cái mình nấu trà củ sen với lại 5 lá gừng tươi, nấu cho nó ra trà, cái mình để bình thủy, mình chắc vô cái nước câu kỹ nãy đó, ngâm hồi cho ra nước mình uống, ngon lắm, ngọt lắm, nít bảo đảm sẽ thích. Nhưng mà chắc chắn thời gian sẽ làm tốt phổi nó sẽ hết suyễn á. Mấy món này cũng dễ sử dụng mà. Thì con bị đau nhức mỏi mệt, sư cô cho con ăn số 7, to thối quá khớp phóng không tơi bại, con uống mà vì đau bụng kinh khủng mà bị tiêu chảy, con vẫn cố gắng uống được 5 ngày thì con ăn thêm rau và vẫn uống thuốc thì con lại không bị đau bụng tiêu chảy nữa. Xin thầy cho con biết là có nên ăn rau hay không? Câu hỏi này á, nếu không có kinh nghiệm sẽ trả lời trật lất, là tại vì sao? Cái thuốc của tôi nó sẽ bị sổ độc trong giai đoạn đầu, hiểu chưa? Cho nên là mấy ngày đầu uống nó bị sổ hết độc rồi, bây giờ ăn có rau hay là không rau nó cũng không có sổ nữa đâu. Chứ không phải là đang sổ độc mà ăn rau bị là hết sổ là sai. Một người đang bị tiêu chảy là lý do ăn rau nhiều, ngưng ăn rau sẽ hết tiêu chảy. Rau âm. Cho nên mấy người mà là có bị tiêu chảy là chuyện đầu tiên là ngưng ăn rau bằng bất kỳ hình thức nào là mới cầm được tiêu chảy, chứ không phải uống thuốc nó không cầm. Thì ở đây là trường hợp ngược lại, là tự nhiên tiêu chảy ăn rau cái nó hết. Không phải như vậy, mấy ngày đầu nó sổ hết độc rồi, bây giờ hết độc thì lấy gì tiêu chảy nữa. Thành ra ăn rau không bị tiêu chảy có nghĩa là cái tác dụng của thuốc đã giải quyết cái độc trước đó rồi. Cho nên ăn rau mới không tiêu chảy, chứ còn nếu như mà chưa sổ hết độc mà uống thuốc ăn rau thì nó lại sổ nhiều hơn. Nhưng đằng này đã 5 thang, 7 thang là nó đã giải quyết độc rồi. Thuốc này nó lạ cái là nó sẽ sổ có khi ngày chục mười mấy lần, và bớt dần dần cho tới khi mà nó không còn sổ đi, phân vàng chặt là thấy cơ thể mình khỏe, không còn đau nhức nữa. Thì tại vì cái thuốc mà mình bị bệnh đau nhức khớp, thoái hóa khớp nó nhức ghê lắm, bắt buộc phải có những cái vị để cho sổ trong đó. Cho nên nếu mà bệnh mình chưa hết thì không có dội ăn rau nhiều trong lúc này. Buổi sáng thức sớm ngồi thiền lúc 3 giờ hoặc thiền buổi chiều thì con bị không bị buồn ngủ, nhưng 8 giờ 9 giờ sáng thì lúc nào cũng buồn ngủ. Cái một cái chuyện kỳ lạ là không có ai mà ngồi thiền buổi sáng đó mà tỉnh được hết á, hiếm lắm. Giờ đó giờ dễ ngủ nhất, giờ đó là giờ mình sinh hoạt, nhưng mà tại vì mình lại cưỡng ngược lại. Cái buổi sáng là cái buổi vận động mà, bình minh mới dậy là cái sinh khí trỗi lên, cái gọi là cái gì, cái khoảng vận động của mình. Mà bây giờ mình ngồi mình bó nó lại, mình làm ngược chiều, khiến cho cái vận hành cơ thể nó bị trái ngược, nó muốn mà chỉnh trở lại để cho tốt là nó phải điều tiết trở lại. Cho nên đến lúc nào mà mình điều tiết được, mình hoàn toàn gọi là tỉnh giác mạnh, thật là mạnh, thì giờ đó mới hết buồn ngủ. Còn không, thường vào thất thì tôi hay chỉ người ta là giờ đó lại Phật, chứ ít khi nào tôi chỉ người ta ngồi thiền cái giờ đó lắm. Giờ 7, 8, 9 giờ sáng là tôi ít có hướng dẫn người ta ngồi thiền, mà phải vận động hết đi rồi ngồi thiền thì không sao. Còn buổi sáng mà chúng ta chưa có vận động gì mà chúng ta trở lại ngồi thiền thì cái đà ngủ chưa chưa có được qua, và nó sẽ bắt cái nhịp để nó ngủ lại khi chúng ta ngồi yên. Ủa 3 giờ rồi ta, còn nhiều quá. Bây giờ nghe hết không? Nghe hết thì chịu khó ngồi tới 12 giờ một chút, kêu nhà bếp phát người cho sữa. Nói cho thầy chúng ta nghỉ, bây giờ cái này tôi chấp nhận thiếu nợ, thì sao trả lời tiếp. Tại bữa nay có cái mấy câu hỏi đầu dài quá, nhà mọi người giữ lại cái này dùm, cái này chưa trả lời. Rồi chúng ta nghỉ ha.